Rồi, em xin chào tất cả mấy anh mấy chú đã trở lại kênh của em nữa nghe. Thì hôm nay em là một số máy pin, máy điện, đồ nghề, đồ hơi nữa nha mấy anh. Thì bên đây đồ hơi nè, máy pin, đồ điện, cũng có máy lớn lớn luôn nè. Cưa vòng, cắt bàn, cắt góc, rồi đục vuông luôn, rồi cưa chuột, rồi phun sơn, khoan bàn. Rồi đồ nghề em còn được nhiêu món này nha mấy anh. Rồi thì giá em thông báo ở đây là tất cả là em đều bao ship rồi nha. Khách mới vui lòng cọc giùm em 50.000. Những đơn hàng nặng giá trị cao mấy anh vui lòng cọc theo giá trị đơn hàng giùm em nha. Mua hàng bên em thì mấy anh được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Đúng mặt hàng mình đặt thì nhận nha mấy anh. Rồi mấy anh mua hàng thì cứ liên hệ qua hai số điện thoại em có để trên tựa đề video và trên cái bảng á mình. Anh thấy hai số điện thoại anh điện, mấy anh điện qua hai số điện thoại đó thì gặp em và chốt hàng nha. Rồi thì bây giờ em sẽ vô món đầu tiên của ngày hôm nay luôn nha mấy anh. Rồi, mấy anh mua hàng thì cứ liên hệ qua hai số điện thoại này gặp em và chốt hàng nha mấy anh. Rồi thì bây giờ em sẽ vô món đầu tiên của ngày hôm nay luôn. Một con bắn vít Trung Quốc nha mấy anh, gồm hai pin, một sạc và một cái máy luôn. Con này hiệu Etheman, DC của nó là 12V, tua từ 0 cho đến 2008 pin trừ 1. Con này thì pin nó không có cầm điện nha. Máy em chỉ bao cho máy làm full chức năng thôi, còn pin sạc là em không bao nha. Cái này thì dễ mà anh đóng pin mới giùm em. Đầu con này còn cứng ngắt à. Ra vô thì nhẹ nhàng. Đó. Bây giờ em sẽ câu bình em thử nha. Còn mấy anh thì dễ, mấy anh có điều kiện thì mình đóng pin. Chứ sạc thì nó cũng pin này cũng còn vô á mấy anh. Nhưng mà nó dạng nó không có cầm, nó qua đêm nó không có cầm á, với mình xài nó vô tải là nó sẽ bị hết pin á, không có đủ tải để mình xài á mấy anh. Đây. Đây đây đây. À, cái cây thử của em đó không ăn. Con này thì còn rất mới luôn mà anh, đầu còn cứng ngắt luôn. Chạy ok full chức năng lùm em nha. Cái cây thử của em. Pin vẫn còn chạy luôn á mấy anh, nhưng mà nó không có cầm điện nha. Cái thùng hơi dơ nhưng mà máy thì còn sạch đẹp. Cái đèn con này cũng còn nhận sạc luôn nè. Đó. Nhưng mà xài điện, xài mình lùm mình xài á, nó vô tải nó sẽ không có cầm điện đâu mấy anh ơi. Rồi về thì đóng pin lại, máy thì em bao cho mấy anh bao chạy ok. Mã số 1 em bán giá 300 bao ship. Rồi em lên mã số 2, một con khoan Ryobi nha. Một con khoan Ryobi sử dụng là điện. Ủa, con sạc là sử dụng điện 100V nha mấy anh. Một pin một máy. Con này DC của nó là 7.2V, 20 cấp chuột, một cấp khoan, đầu kẹp auto lock, ra vô ok nha. Hai cấp nhanh chậm luôn. Rồi pin chạy luôn. Pin đang chạy nhưng mà chạy yếu rồi. Pin này á để lâu lắm rồi nè, mà cũng giờ không chạy luôn. Con này á thì nó có điều tốc luôn nha, tua từ 0 cho đến 2007. Điều tốc thắng đảo chiều ok luôn anh. Hai cấp nhanh chậm luôn giùm em nha. Ok full chức năng nha. Đầu kẹp 10 ly ra vô nhẹ nhàng luôn. Rồi full thùng này. Em bán cái giá là 230.000. Mã số 2, 230 bao ship. Rồi em lên mã số 3, một con cắt gỗ Nati Natonan. Con này 12V. Con này sử dụng lưỡi cắt 1 tấc mốt nha. Con này đang sử dụng là lưỡi cắt hợp kim luôn. Lưỡi này thì có mẻ mà anh ơi, mẻ một găng à. Lưỡi mẻ chỉ một găng thôi nha. Bàn là bàn inox luôn giùm em. Đó. Rồi để em thử nè. Cái gì? Nè nó có nắp mũ rồi. Ở trước nó có cái nắp mũ ở đây nè má anh, mà nó mất tiêu rồi. Chỗ đó chắc không sao đâu. Chạy thì ok ha. Có thắng luôn.
Rồi con này em bán giá 240 nha, tại có lưỡi, lưỡi này còn xài được luôn. Mã số 3 nha, 240, 240.000 bao ship. Rồi em lên một con khoang. Con khoang Natinatonan EZT113. Con này á thì nó gồm là 18 cấp chuột, một cấp khoang, đầu kẹp là nó bị kẹt nha mấy anh. Cái đầu này 10 ly autolock nhưng mà đang bị kẹt. À, con này á thì nó là 12V. Rồi. EZT113. Màu thì nó rất là đẹp đó, nhưng mà sao mấy cái đầu kẹt không biết nữa. Điều tóc hắn ok luôn, đảo chiều cũng ok. Hai cấp nhanh chậm luôn, cấp chuột luôn. Mà có cái đầu nó thì bị kẹt. Xét nè. Bị kẹt nhẹ thôi, cái này có thể gỡ được á mấy anh. Không sao đâu. Mấy anh vậy mấy anh chắc gỡ được mà. Tại không thấy không thấy nó xét quá, này xét còn độ gỡ được. Mã số 4 nha, 240 bao ship. Full nhưng mà bị kẹt ra đầu. Rồi em lên tiếp có y chang luôn. Nhưng mà cái con này cũng bị si ba chao. Cái con này á đầu là ga vô nhẹ nhàng autolock nè, ga vô nhẹ nhàng nè. Con này là hiệu Panasonic EZT113B. Nó khác đời thôi mấy anh, chứ nó cũng là Nati á. Con này thì nó gồm 18 cấp chuột, một cấp khoang luôn. Con này thì nó bị đảo chiều, nó bị sưu bơ chao hả? Cái đảo chiều này bật mạnh nó qua mấy anh, có khi bật nhẹ nó không qua. Nè, giờ bật mỗi cái nó không biết có lúc nào nó quật không qua không. Nè. Mình sớm bật có cái bật nhẹ mấy anh, bật nhẹ không qua. Mà không biết sao, nhưng mà đảo chiều ok. Nè. Nó đều tóc hắn ok nha. Được rồi đó. Có khi mình bật nó không được. Không biết sớm nhà bật có làm không. Về thì nói chung bị lỗi cho nó đó. Báo trước chứ để gì mất công lắm. Cái đảo chiều á, hồi ăn hồi không ăn. Không phải không mà... ăn. Cũng như có khi mình đè qua cái nằm nó giữa. Có khi nằm giữa này bóp còn không được luôn. Ừ. Rồi sớm giờ nãy quay lại nhiều lần mà không biết có nó có nhẹ chưa. Như nó hơi nặng hay không. Rồi con này mã số 5 nha mấy anh, lỗi vậy đó nha. Số 5 240 bao ship. Số 6 là một con khoan bê tông, khoan thường và khoan búa luôn, hiệu Hitachi, đầu kẹp thường 10 ly, DC là 12V, tua từ 0. Con này tua từ 0 cho đến 750 và một dùng tua từ 0 cho đến 1.500. Có điều tóc có thắng đảo chiều luôn á mấy anh, khoan thường khoan búa luôn giùm em. Ngoại hình này con này thì ok. Máy thì em con nào bao chạy em bao chấm anh chạy full chức năng nha. Đầu là ok không kẹt nha mấy anh. Ok, full chức năng luôn. Mã số 6 con này em bán giá 200.000 bao ship. Số 7. Hai con này đẹp cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà có con cá không biết sao không chạy, không biết. Chạy. Con này Hitachi 12V, 12V tua từ 0 cho đến 2.5 min trừ 1 nha, để China. Đầu vít thì nó ra vô nhẹ nhàng, gơ lắc thì rất ít luôn, nhưng mà ngoại hình rất là đẹp, nhưng mà có con cái không chạy, không biết sao không chạy. Không chạy, không nhán lửa luôn. Không nhán lửa luôn. Con này á là cũng Hitachi luôn. Con này FKH12DC. Một bên chân bị quẹo nha anh. Nè, cũng để China luôn nha. Nhưng mà nó không chạy không biết sao. Đầu còn đẹp lắm, ngoại hình đẹp luôn. Đây cái con này của em. Con này cũng nhán lửa anh, bóp còn nhán lửa nè. Con E kìa. Đó. E luôn. Đó. Rồi. Này cặp này thì bán là nó không chạy. Mã số 7 nha, 250.000. Em bao ship nha. Số 8 là một con bắn u mát. Bắn u sử dụng pin hiệu mát 14.4V. Con này thì nó để là mát in da băng luôn. Nó sử dụng được những cái đinh này nè. Mấy anh mình coi, mình chụp hình lại, mình nghiên cứu cái u đó nha. Thì nó xài được tất cả cái loại u này nè. Nè, nó để cái đây nè. Đó. Rồi thử đi. Con này con thì chạy. Cái bên chân bên móc này gãy hết bên mà nè. Bên đây còn bên thì gãy bên ha.
đó, nhưng mà gắn pin vô còn cứng nè, nó không có dù gan hở thì nó không dùng. Chỉ bán thân máy không có vỏ pin nha anh ơi. Chế lại nha. Chưa. Mình giờ. Bài. Cho cứ e luôn qua không nhớ được lại. Đừng không có u nó nãy à, nó niêm pha. Con này hấm é, con này hấm còn bán tạch tạch được, sau này bấm không được mấy này, cái đầu rút ghim này ra rút cũng không được luôn. Lỗi luôn rồi, bị lỗi đi luôn rồi đó. Con này lỗi luôn rồi, hấm chạy mà nay lỗi rồi. Bắt lại đi. Bị cái đồ mà mình kẹp ghim á, nó cũng cứ ngắt luôn nha, không có ra được. Nhiều. Biết. Quá, 180 đây. 180.000đ, mã số 880, anh về lấy đồ gì được lấy nha. Rồi em lên số 9, cặp khoan Nati nè. Con này 7.2V. Con này 4.8V. Nó cái con 7.2 mà nó có một cái lằn nứt ở đây nè. Đây. Mà anh nhìn thấy không ta? Ở đây có một cái lằn nứt nè, này chỗ này nè. Nó dài ra tới đây luôn. Nhưng mà cái lằn nứt có chút xíu à, nó chỉ em thấy vậy em báo vậy thôi chứ nó cũng còn cứ ngắt à. Hai con chim con này. Mày xây được. Con này ủa sao con này cứ ngắt vậy? Cái con này thì nó cứ ngắt à, xây cái đầu không có được, nhưng mà sao con này xây được? Thì gãy nó cứng bán 130 đó, con này bị nứt. Con này nứt nè, con này chút nứt, à. Nứt xíu này nè. Xíu à. Không nứt nó không sao, nhưng mà sao nó cứ ngắt là cái này xây không được. Rồi hai con này 130.000đ, mấy anh về có lấy đầu kẹp công tắc gì được đó lấy. Mã số 9 nha, 130 bao ship. Còn cái nó, chức năng của nó thì em đã báo rồi đó, nó bị vậy đó, nó cứng con xây được. Rồi em lên ba con bắn vít. Con này á 12V có cấp chỉnh lực gì ở đây luôn nè. Mà nó không chạy. Con này EZ 6605. Con này cũng Nati luôn. Con này chạy được chịu mấy. Mất tiêu tem mà cũng 12V á. Không rồi, chạy. Còn muốn không? Mua dậu vậy. Dậu đâu dậu. Mua mỡ. Mỡ ra sữa. Con này không chạy. Có con này chạy, con này không con chạy. Chạy con chiều à. Con này chạy chiều. Còn hai con chạy. Này á ghim pin vô không con chạy. Con này nó cứ ngắt ngay luôn rồi. Rồi khỏi thử. Rồi, sát. Cái này sát nha. Mã số 10, 240 bao ship. Rồi em lên 11. 11 em lên mấy pin nha. Nè. Mấy con này thì em cũng dạng mẹ bán sát sát cho mấy anh á. Bán sát luôn chứ sát sát gì. 2, 4, 6, 7 con. 7 con nha. Con này pin nằm trong không thử được nha mấy anh, 7.2V. Con này Makita có vỏ pin trong luôn nặng nè, 9.6V. Ủa cũng còn xây được ha. Con này Ryobi 9.6V. Hitachi 9.6V, thử mấy con này thôi. Con này Trung Quốc 14.4V. Con này Toshiba. Toshiba này nó 7.2V. Còn con này con bắn vít Trung Quốc 12V. Mấy cây này thật sự không có thử luôn đâu mà. Mấy cây 96 này không có thử luôn đâu. Không chạy. Không chạy. Không chạy luôn. Thử chạy. Chạy đường chiều. Chạy một chiều. Không chạy. Con này khỏi thử đi. Thử luôn. Chạy. Rồi mã 11 250 bao ship 7 con. 12 em lên sạc. Cái này thiệt luôn à, chưa thử thiệt nè. Em lụm vô lại em chưa thử luôn. Cục nào có dây điện thử nha, còn cục nào không có dây điện khỏi thử. Ủa, cục nào cũng có chứ. Cục này Nati sạc được từ 7.2 cho đến 12V.
hai sạc được bự nhỏ luôn nè mấy anh. Không lên, không lên điện, con này không lên điện. Con này. Này Natinatonan luôn, điện là 100V hết giùm em. Điện này con này lên nè. Con này hết thì nó sạc được được nhiêu ạ? Được 16V. Cục này cũng lên luôn á mấy anh, 7.2 cho đến 12V Nati. Cục này Hitachi nè. Không có dây điện không thử được nha. Này sạc được tới 7.2 cho đến 14.4 luôn. Rồi cục này là cục Makita nè, 9.6V nè, khá nặng. Thử rồi. Cục này không lên luôn. Rồi cục này Makita nè. Điện là mấy cục này đều sử dụng điện 100V sạc được từ 7.2 cho đến 14.4 luôn. Lên điện luôn nha. Rồi 130.000, 12, 130, 5 cục thôi vậy. 6 cục. 6 cục nha mấy anh. 6 cục sạc 130.000 bao ship, 12, 130 bao ship. Rồi em lên tới pin cục nè. 11 cục pin giá 150 bao ship, này em bán lấy vỏ cho mấy anh về đóng pin chứ không có xài được. Vỏ thì nói chung cũng còn ok mấy anh ơi. Mã 13 150 nha. Một cục Hitachi 12V giỏi, vỏ cao nha. Một cục Trung Quốc 12V, một cục Trung Quốc 12V, một cục Hitachi 12V, một cục Nati 12V, Makita 9.6, Nati 12V, Ryobi 12V, Boss 14.4. Một cục này Makita 12V, một cục này Toshiba ha. Toshiba cái này 9.6V. Rồi 11 cục 150, mã 13 150. Rồi em lên 14 cũng y chang vậy, cũng 11 cục y chang à, không có mã nào. Nó không có khác nhau cái gì hết trơn mấy anh ơi. Rồi một cục này 9.6V Makita, Makita 12V, Nati 12V, Nati 12V, Hitachi pin cao nè, 12V. Hitachi mỏng 12V, Trung Quốc 12V. Trung Quốc 12V. Cái này 14. Ủa, 14 hả? Cục này gì quên tiêu mẹ. Nati 9.6. Này Izumi. Izumi 14.4. Một cục Ryobi 12V. Rồi 14, 150 bao ship 11 cục. Rồi em lên tiếp theo mã 15. 11 cục luôn, 150 bao ship luôn. Một cục Hitachi 12V, một cục Trung Quốc 12V, một cục Nati nè, Nati này 12V luôn ha. Ryobi 12V, Makita 9.6, Makita 12V. Cái này gì? Nati. Nati 9.6. Con Trung Quốc nha. Con này 12V, pin trượt. Pin rất cao luôn chứ. Nati 12V, một cục Trung Quốc 12V, một cục Hitachi pin rất cao nè. Rồi 15, 11 cục pin 150.000 bao ship luôn. 16 em lên mấy cục pin này nha mấy anh. Em cũng bán cho mấy anh lấy vỏ nha. Nhưng mà xe bọng này kia trong đây là còn đầy đủ hết. Một cục boss này là sạc, nó không cần sạc chứ không lên điện gì chân. Mà nó thật sự luôn, em cũng chưa thử luôn, chả thử luôn. Thiệt, không có thử luôn á mấy anh. Cục boss nè, 18V 2A, Li-ion luôn nha. Có báo đèn. Một cục Makita 18V 6A, vỏ này vỏ theo máy nha mấy anh. Máy nguyên à, đẹp. Này vỏ xịn à, Makita 14.4 3H. Một cái vỏ này cũng theo máy nữa nè. Makita 18V 9A. Ghê không? Với một cục này DC. DC của nó là 18V, không biết pin của thằng gì hết trơn. Không biết thằng nào nữa nha mấy anh. Pin bọng xe ít gì còn đầy đủ trong đó mà anh về có làm. Đấy, được gì làm. Mã 16 nha. 5 cục pin bán giá 240 bao ship luôn. Rồi 16 240. 17 em lên cái này em bắn sát nha mấy anh. Bắn U hiệu mát. Hình như không biết có con mã không, không biết nữa, để em coi lại coi. 125, 125Z. Một U không mã cho, không có 125Z nè, đúng rồi. TA 34B. Ồ, một mã một mấy anh, ba con này một mã một à, hiệu mát TA 34B 1025Z giá băng. Cái này khác mã nè, T34 này gạch 425Z. Vậy có một cây khác, hai cây này giống. Đúng rồi, hai cây này giống, cây này khác.
mà nó cùng màu. Vậy rồi ba con này thì em chỉ em bán xác cho anh nghe, tại ngoại hình nó xấu quá anh ơi, cho nên là em nói em bán xác cho anh luôn đi nè. Đó, ba cây 150.000 bao ship. Rồi 18 cái này cũng xác luôn. Một cây bắn u SK11. Chứ gì? Một cây đinh ép. Đinh ép này không biết hiệu gì á mà anh ơi. Mát. Ủa phải. Hiệu này hiệu gì không biết nữa. Mà cái đầu nó gì vậy, cong vòng vậy nè, không biết có xài được không nha, không biết nha. Cái này em cũng nói em bán xác à. Trời ơi, 5 phân. Mẹ ốm chích ghê luôn nè. Trời ơi. Bán xác mà giờ lấy đồ gì được lấy. Rồi, một cái này, ủa cái này đu xịn luôn. Con này bắn u hiệu mát luôn nha, TA225 425G. Rồi, ba con này em cũng bán xác luôn, 18 180.000 ba con, bao ship nha anh. Rồi 19 cái này em bắn mù. 19 cái này bắn mù, tại không có thử, không có biết nó sống chết như thế nào hết, nhưng mà nó còn đẹp là mình bán xác. Ủa là mình bắn mù. Còn cái kia nó xấu quá à. Mình bắn xác, còn cái này đẹp lắm anh ơi. Cái này em không thử cho nên thiệt không thử thiệt nha mấy anh. Con này á, con bắn u, con này hiệu hiệu mát TD441 turbo luôn nha. Bắn này là bắn vít dây. Bắn ốc vít dây á mấy anh, vít thử còn trong đây luôn nè, rất là mới luôn. Nhưng mà không có biết là nó còn xài được không, không biết nữa mấy anh ơi. Made in Japan. Có đít lắc léo luôn, ngoại hình này còn rất là sạch và đẹp. Nãy dị vụt ra rồi. Này ở đây nè. Chết ngựa rồi. Đúng không? Chợt kìa. Nãy quên lấy ra, quên để ý rồi. Cái đít qua đây. Cái đầu qua đây. Đúng không? Bậy à. Đúng rồi. Con này thì em bắn mù không có bao sóc. Ủa quên, ổn chích nhiều phần. 25 cho bến 4 phần 1 mấy anh ơi. Rồi, con này thì em bắn mù nha, full thùng, em bán giá là hình như 200.000. 200.000. 200 mã 19. 19 200. 20. Cái này em cũng không biết sự tồn tại của nó luôn á mà anh, thiệt. Em về xong rồi em giục nó ngoài sân á, xong rồi em mới lôi vô, nay em mới lôi vô rồi em mới thấy nó mới quá em mới đem lên em bán. Chứ không có biết sự tồn tại nó ở đây luôn á. Rồi một con này không biết có mất đồ mất ít gì không biết. Con này hiệu mát nha, TD341G2. Còn khúc vít nè, con này cũng có turbo luôn. Đầu vít nè cũng sịn sịn, nó thấy con này đủ đồ, đít một đít cũng xịn luôn. Ngoại hình đẹp mà anh ơi, đẹp nha, đẹp sạch sẽ, full thùng luôn. Cái này cũng bắn mù không bao sóng nha, mã 20 em bán giá 230.000 bao ship full thùng luôn. 24. Ủa 21. 21 em lên một cái thùng này cũng là ủa này bắn u. Thùng đẹp còn đẹp. Ồ còn đinh luôn kìa. Con cháo không? Cái gì? Cháo còn. Có. Nấu rồi sáng rồi. Ừ. Con này bắn u không anh? U cho ba lửa. Hiểu gì không biết đường nha. Nó để là bắn u được từ 32 cho đến là 50 mm. Rồi. Nó rất là mới vậy nè. Cái hiệu này nè. Hiệu Kane Matsu vậy nè. Đó, rất là mới nha. Rồi, con này thì cũng bắn mù luôn. Nó đẹp quá bắn mù chứ đâu có bắn xét được. 21 nha mấy anh, 200.000 bao ship. Mà thật sự với mấy anh luôn là mấy con này em không có thử thiệt nha. Rồi, trời ơi, đẹp dữ. Hitachi với mấy anh, trời đất ơi, sao này anh lẹt luôn. Hitachi NT50MF. Con này đã bắn đinh gì mà nó thẳng băng không biết nữa, đinh chỉ hả? Bắn được 5 phân nha, Made in Taiwan. Bắn đinh gì mà nó thẳng băng vậy nè em. Biết đường đâu mà mở trời. Cái này bắn đinh thẳng băng à. Mà không biết nó là đinh gì, không biết nữa mà nè. Hỏi đi. Đinh nó dính liền mà nó thẳng băng. Em cũng không biết đinh gì. Đinh chỉ á. Chỉ gì, đinh chỉ gì bự dữ vậy. Chứ đinh gì. Đinh gì á. Không biết đinh gì luôn nha. Thì đinh dây á, nó là dây vậy á mà anh ơi. Thì còn đinh luôn á mà anh, về mà anh lấy mẫu.
mà nó rất là mới luôn, màu nó cũng đẹp nữa, xanh đen mới chát nè, mới lắm. Còn gì nè, cái này nè, 250.000 này mù không bao sáu nha, 22 250. 23 em là một con bu lông, đồ hơi tất cả em đều bắn mù nha mấy anh ơi. Này em cũng bắn mù luôn, không có bao sóng nha. Một con bu lông nè, có chữ hiệu, có hiệu chữ K. Nè, chữ K này nè. Bu lông này, bu lông đầu 1/2 còn xây được luôn, rất là nhẹ nhàng nha. Con này không có đít. 250.000. 23 250 có đảo chiều đít nè. Rồi 23 250 bao ship. 24 cũng y chang luôn á. Cũng đầu 1/2 luôn ha. Cũng còn xây nhẹ luôn nè, đảo chiều cũng còn nhẹ luôn, con cũng hiệu chữ K rồi nè, made in Japan giùm em ha, không có đít luôn. Cái này em bán 250 luôn, 24 250 mù 250 nha, 25 cũng mù luôn, 250 luôn, bu lông chả bá lửa luôn. KV 14 HP made in Japan nha. Rồi, cái đảo chiều cứng ngắc vậy, đảo bu lông 1/2 con này thấy cứng ngắc hả mấy anh ơi, mà nó còn nó bự quá. 25 250 cũng mù luôn. 26 em lên một con bắn vít Hitachi. À gì VKH10AA. Rồi tem mình đang mất tiêu. Đầu vít gai vô ok. Còn xây được nha mấy anh, đầu cây này còn xây được luôn. Đầu cũng khá đẹp, ngoại hình cũng khá đẹp luôn. Con này em bán mù luôn, 26 180.000 bao ship. 27 em lên một con bắn vít Uru gì nè. À, mà nhưng mà nó có made in Japan ha. À, hiệu này nè. Uru Uyu gì á. Đít còn bóp ok, đầu vít ga vô ok luôn, còn khá mới ha. Con này 150.000, 27 150 mù 150.000. 28 y chang luôn, thì một hiệu luôn, một tiểu bóp cũng được luôn à. Đầu vít ga vô ok làm em, 28 cũng mù luôn, 150.000. 29 một cây bơm mỡ nè. Bơm mỡ bằng hơi nha mấy anh, hiệu là Yamada made in Japan luôn nè. À, đầu đít còn thì cái này nó mất tiêu cây rồi, không có cái cây với bình, nó cũng không có cái bình rồi, em bán cái đầu này thôi mấy anh, về lấy đồ gì được lấy. 29 150 bao ship. 30 em lên một con mài hơi nha, cái mài này cái đầu gì kỳ gì không biết, cái đầu gì kỳ đó vậy nè, tay cầm thì còn ủa sao cái này nó ê sao nó xây được vậy, lỗng ốc nè, à con ốc nó muốn vuột rồi mấy anh ơi. Con này hiệu cáp bát gì đó không biết nữa. Đó, con này thì em cũng bắn sát vậy luôn nè. Mấy anh về em được lấy gì được lấy ha. 30 150.000, nhằm khi mấy anh đang cần cái gì đó của mấy cái con này rồi sao? 30 150 sát 150. Rồi em lên tới mai mài. Cái con này nó đang không biết nó xài cái gì mà nó gắn cái chén mũ nha. Mày thì mấy anh không xài thì mấy anh gỡ ra, mấy anh bỏ rồi mình mua máy cắt mình xài bình thường. Con này dây điện ok, hiệu là Ryobi. Ủa phải Ryobi không? Con này Ryobi hay gì á mấy anh ơi. Điện 100V công suất 500W. Dòng tua con này, ủa dòng tua con này 9.000 nha. Tay mờ quá trời không thấy đường. Chụp lưỡi bọc lưỡi con, giỏ nhôm. Chỉ neo lửa rất ít luôn nha mấy anh. Máy chạy ok không rung. 140.000. 31 140. Bao ship. 32 em lên một con mài Ryobi, dây điện ok, chụp chén đầy đủ, sử dụng đã cắt một tác, sử dụng điện 100V công suất 495W. Dòng tua con này của nó là chắc 10.000 quá, 10.000 nha mấy anh. Vỏ mũ có điện đâu, cái đó kho ghìm chỉ hơi nheo nheo lửa nha mấy anh. Con này bị siêu đạn nhưng mà nó không có rung đít nha. Mã 32 130.000. 33 lên một con mài nhỏ, con này lưỡi là 80 thôi, chụp chén còn ha, hiệu Kosuru. Sử dụng là điện 100V. Hết thấy ông sức rồi mà dòng tua của nó là 10.000 á mấy anh. Lưỡi là ta 70 nha, lưỡi 70. Chạy là ok, lưỡi chỉ nheo nheo thôi không rung nha. 150.000. 33 150 bao ship. 34 con này bị kêu đạn nha, chụp còn, hiệu Ryobi, sử dụng đá cắt tác, sử dụng điện 100V công suất là 530W. Dòng tua con này là 10.000 12.000. Dây điện còn nha, có giật mình không?
Con này giật mình hả? Chỉ nhau luôn. Đó vậy đó. Để một hồi nó chưa tè. Cái con này nó chạy cái một hồi nó kêu có tè vậy đó, mà anh bể đạn luôn rồi chứ kêu gì nữa. Không, cái này chừng đạn nó khô mỡ chứ không phải. 34 nha mấy anh, 130.000 về mấy anh kiểm tra thêm nha. Ngoại hình thì còn đẹp nè. 35 em lên một con máy mài Toshiba, chụp chén đầy đủ, vỏ nhôm, sử dụng điện 100V, công suất 680W, dòng tua 11.000. Dây điện ok. Êm lắm, không rung lắc gì hết trơn mấy anh ơi. Thiệt, êm lắm. Chỉ nghe lửa góp ít luôn. Công tắc bóp cũng nhẹ. 35 nha, 200.000, bao ship. Gì, 35 hả? 35 vậy này, 3 mấy? 36 nữa hả trời, số 6 hả? Số 6 hả? Ừ. Một con mài Trung Quốc. Vỏ mũ nha. Tem nó mất tiêu hết trơn rồi. Sử dụng thì đá cắt một tấc, sử dụng điện 100V, công suất hết thay đồ rồi, không có biết bao nhiêu hết á. Dây điện ok. Chạy ok, rửa thì chỉ nheo nheo thôi mấy anh ơi. Nó không có rung nha. Mà nó kêu kêu gì kỳ. 36 nha, 130.000. 37 em lên một con máy mài Hitachi nè, dây điện ok. Mình nhôm đít mũ, chụp lưỡi còn. Cái chén lưỡi còn nha, chụp lưỡi không có, ở cái bọc lưỡi không có. Con này sử dụng đá cắt một tấc, sử dụng điện 100V, công suất 720W, dòng tua 12.000, pin trừ 1. Im anh ơi. Nheo lửa rất ít, mau cho anh chỉ nheo lửa thôi nha. Không lửa lớn. Chạy anh ru à. Không rung lắc gì hết trơn á. Thiệt con này im anh ơi. 37 nha, 250, bao ship luôn, dây điện đẹp. 37 nha, 250.000. 38 một con mài Trung Quốc nè. Con này mất tem rồi, chụp lưỡi bọc lưỡi không có, vỏ mũ mà con này chạy cũng bị rung nha. Dây điện thì còn mà có quấn keo. Chạy ok. Lửa chỉ nghe nghe rồi nhưng mà rung quá mấy này. Ủa nó rung nó kêu đạn gì kỳ lắm. 38 nha, 130.000. 39 em lên một con đánh bột rất là mới luôn. Hiệu là Makita, sử dụng điện 100V, công suất con này 700W, dòng tua 1.300. Thấy thước đâu? Còn. Ủa? Thấy thước đâu mất tiêu rồi. Đây nè. Chiều dài cái cây này nó 5 tấc. 5 tấc, tính luôn cái bánh xe, cái chân dịch. Có chân dịch luôn, ai chân cái chân dịch mà cái gì qua này. Gì? Cái đó là chân dịch bằng nhôm chứ bằng gì? Bằng nhôm. Nè nè mấy anh. Nó rung ít nha mấy anh, có rung chút xíu à. Chạy ok, không có lửa. Êm lắm. Nheo chút xíu lửa thôi, máy ngoại hình con này rất là đẹp. Nó hơi rung chút xíu à, chắc do nó bị dính ba cái ấy á mấy anh. Dính ba cái hồ á. Dính ba cái hồ này nè. Cho nên hơi rung xíu chút xíu là không sao. 39 200.000 trời ơi, nồi dây điện kìa, thấy thương không? 39 200.000. Rồi em lên tiếp 40. Một con khoan Makita, dây điện ok. Rồi còn đồ mở luôn. Đầu kẹp con này 10 ly. Đầu kẹp hơi kẹt xíu nhưng mà anh nào lấy em mở cho. Con này mở ok chứ nó bị kẹt chút xíu rồi mấy anh ơi. Con hiệu Makita ha. Sử dụng điện 100V, công suất 360W, dòng tua 1.700. Vỏ nhôm một chiều. Chưa. Yeah. Nè kẹt đâu kẹt. Không kẹt hả? Nè thấy ra bình thường. Nó chỉ còn chưa. Không kẹt. Ra nãy anh nhận ra mà. Không kẹt nha mấy anh, đầu không kẹt nha. Đó. Ra ok rồi đó. Rồi. Ok. Nó rất là im luôn. Thiệt Makita nó im hơn Hitachi luôn mà anh. Thiệt. Chạy quá đã. Bớt nó đã rồi thiệt. Rất là im luôn. Im không phát luôn á. Không miếng lửa nữa. 40 nha mấy anh. 130.000. Bao ship nha. Chỗ đẹp nè. 40 130. Rồi em lên tiếp 41.
con khoan cargo nha. Con này bị kêu đạn mà anh về thay đạn nghe, dây điện ok. Đầu kẹp con này nó đầu kẹp nó hình như 8 ly. Sử dụng điện 100V công suất 285W. Đầu 10 ly. Đầu kẹp 10 ly nha anh. Con này đầu kẹp 10 ly, có điều tốc luôn á anh ơi. Tago là mình đè, ủa mình đè xuống, mình đè xuống là nó vô, còn mình dở lên thì nó sẽ ra. Có điều tốc luôn, nhưng mà con này hơi chiêu đạn, nó về hai đạn nha. Cô chậm kìa trời. $200,000, 41,200 bao ship. 42 em lên một con khoan Makita, ủa Hitachi. Con này đầu kẹp 13 ly mà nó bự quá trời. Đồ mở còn luôn á anh ơi. Đầu kẹp ra vô ok ha. Vỏ nhôm một chiều. Hitachi sử dụng điện 100V công suất một, ủa công suất con này nó là 475W, dòng tua 1100. Dây điện ok. Chỉ neo lửa rất ít luôn nha. Một chiều một duy nhất. Cái đầu kẹp nó bự hơn mấy con khoan bình thường dữ lắm luôn á mà anh. Nó bự nó muốn bằng cái đầu 16 ly luôn á. Nhưng mà xong hôm nay nó để có 13 mà nó lạo, nó chà bá lửa luôn nè. Rồi con này em bán giá 170, mã 42, 170,000 bao ship. 43 em lên con này cũng đẹp nữa. Hitachi dây điện ok, đồ mở còn luôn. Đầu kẹp con này 13 ly, ra vô nhẹ nhàng nè. Sử dụng điện 100V công suất 520W, dòng tua 1100, tua chậm, vỏ mũ một chiều ha. Chỉ neo lửa rất rất ít luôn, rất im anh ơi, im. Con này em bán giá 230 bao ship luôn, 43,230 bao ship nha mấy anh. 43,230,000. Rồi em lên 44. Một con khoan nữa. Con này dây điện còn, đồ mở còn luôn. Đầu kẹp con này 13 ly, ra vô nhẹ nhàng, hiệu là Makita. Sử dụng điện 100V công suất 600W, dòng tua con này giữ dòng tua 2.3, dòng tua 900. Rồi dòng tua 4.6, dòng tua 18.000. Ủa 46.000. 46.000. 18.000. Đây nè, 900 với 1.800. Nè tính ở trong có máy, trong máy chạy. Khoan thường vào khoan búa hai cấp nhanh chậm luôn hay gì á má ơi. Chưa ra hình như có khoan búa không, lấy tay lấy tay. Cái này dặn được không? Cái đó hai cấp nhanh chậm. Có búa luôn. Khoan thường khoan búa hai cấp nhanh chậm, con này thì không có đảo chiều nha. Búa thì dặn này ra hết búa. Khoan thường ra hết búa nè. Búa nè. Cấp chặn nè. Chạy rất là êm. 250.000, 44, 250, bao ship. 45. Em lên một con đi, cái gì? Con khoan Nati Natonal, National nè mấy anh ơi. Dây điện ok, đồ mở còn luôn. Đầu kẹp con này 10 ly. Sử dụng điện 100V công suất là nhiêu trời, không thấy đường luôn. 300W man. Dòng tua con này 1.300. Vỏ nhôm một chiều, hiệu National. Dây điện, ủa vậy lửa không có miếng lửa luôn. Chạy rất là êm nha. Rất êm anh ơi, nó cổ dữ lắm rồi. 45,500 man. 150 bao ship. 46 em lên một con khoan Hitachi, dây điện còn, đồ mở còn luôn. Đầu kẹp con này 10 ly, sử dụng điện 100V công suất 235W. Con này thì vỏ mũ một chiều, không có đảo chiều nghe anh. Chạy ok, chỉ nheo lửa không lửa lớn nha. Con này nó không có đảo chiều, một chiều một duy nhất, giá 120.000, 46,120 bao ship. 47 em lên hai khoan luôn anh. Trời ơi. Nhỏ nhỏ chút chút không bán mẹ hai con cho rồi. Trên này nè. Con Hitachi hơi nó hơi bể đây chút xíu. Có chút xíu chỗ này thôi. Nhưng mà chạy ok.
Con này đầu kẹp 6,5 ra vô kê nha. Sử dụng điện 100V, công suất 240W, dòng tua 2007, vỏ mũ 1 chiều 1 thôi. Ủa? Sao? Mày ghim lộn máy lấy đất thì chạy. Ủa? Hàng gì? À. Ồ, chạy im anh ơi. Chạy rất là im luôn anh ơi, không biết lửa. Chỉ nhanh nhanh xíu thôi à. Rất là im luôn. Rồi, tới con này. Một con Trung Quốc. Sử dụng là điện 100V. Công suất con này nó là 100W luôn, hiệu lít xẹp nha. 15 cấp chuột, 1 cấp khoang, đầu kẹp autolock 10 ly, ga vô nhẹ nhàng, có đảo chiều, điều tốc đảo chiều luôn anh ơi. Mẹ, cái đầu có đảo gì vậy? Ờ, sao đảo vậy? Cái gì kỳ vậy? Cái đầu nó bị ghê quá trời rồi. Lại bị gì? Ủa? Nó bị vuột đầu ông ơi. Bóp xiết lại, bóp lại. Luôn. Ngược lại. Rồi bóp vô. Không chạy. Gì kỳ. Bệnh này. Bệnh quạng rồi. Rồi hư đảo chiều luôn. Gì kỳ. Hết đảo nè. Cái đầu tại bị vuột, không có đảo hả anh, nhưng mà bị hư đảo chiều hay gì rồi. Đảo qua bên kia. Giờ mình đảo qua bên kia nó không chạy không được. Chạy con chiều anh ơi. Vậy sao vậy? Hai con 150 luôn đi, mệt quá à. Vừa bán vừa tặng. 150.000, 4,750 hai con. Con màu xanh này nè là nó chạy có một chiều thôi nha. Chiều vô nó không. Trời đất ơi, chiều ra không vậy sao xài. Vậy mấy anh sửa. Vậy mấy anh sửa đi. 4,750, chiều vô còn nghe được được, còn giờ nó còn vượt chiều ra, chiều vô không được, rồi sao xài trời. Rồi em lên một con khoan boss. Boss này của Genmani luôn, sử dụng điện 100V, công suất 620W. Con này hình như ba chức năng nha mấy anh. Khoan búa đổ, khoan búa và búa không nha. Bót đi điện ok. Không đảo chiều có điều tốt nha mình. Khoan chạy là nghe em im rồi đó. Chỉ nghe lửa thôi nha. Genmini đây nha. Nè. Để nó hai nửa nhẫn chứa ra nó. Nè. Bố không à. Có điều tốt nhưng mà nó không có đảo chiều em anh. Rồi, con này mua mũi đâu cũng có hết trơn. 48,500 ngàn bao ship. 49 em lên một con đánh bát. Con này dây điện cũng còn ok. Cái miếng mũ này hình như nó hơi bể bể xíu. Miếng mũ này nó hơi bị móp móp gì, bể bể xíu nè. Mà dễ anh coi anh có xài được không nha. Con này nó hiệu là Hitachi. Sử dụng điện 100V, công suất 240W, dòng tua 2000. Size này là size 25. Nhám này, gánh nhám hai, gắn cái miếng nhám này nè là 1 tấc 25. Chạy nè. Rất là im luôn anh. Chỉ nheo rất ít lửa luôn. Có chút xíu lửa à. Nhưng mà nó im phân phát luôn. Không có rung đảo gì hết trơn. Rồi. Rồi 49,400 anh. Rất là im luôn. 49,140 ngàn bao ship. Khung này đang bị kẹt nha. Em lên cái này. Con khoan. Khoan ngựa mới dữ rồi. Chết ngựa rồi. Cái tay em nằm trong mà đâu biết được. Hitachi hay gì á. Không. Gilby. Con khoan này, con khoan Gilby nha. Đầu kẹp con này 6,5 thì nó đang dính vô vậy nè, thì em bán vậy luôn. Cái đầu này thì gãy mất tiêu rồi. Nó còn cái bàn dưới nữa mà gãy mất tiêu. Có bàn ở đây nữa mà đế là mất tiêu vậy rồi. Này chế đi. Còn cái này thì gặt lên gặt xuống thì nó đang bị kẹt rồi. Cái đầu mở còn luôn nè. Còn này gặt lên gặt xuống bị kẹt rồi. Cái máy thì nó dặn không cứng không lát nè. Vậy nhưng mà máy chạy. Ủa? Kiếm gì vậy? Kiếm máy ta thử chạy rõ ràng. Điện luôn rồi mấy anh ơi, máy không có lửa nha. Còn cái này thì nó vậy á, nó gãy rồi. Cái khung trên này đẹp chứ nãy xét à, tại để lâu xét á, vậy mà anh gỡ ra, cuốc ra sửa lại. Còn cái đế thì mất tiêu rồi, vậy mà anh chế lại miếng sắt miếng gì đó. Rồi, con này công sức á là không có biết được, tại nó nằm nó quay vô trong rồi, không có ấy được nha mấy anh.
Toshiba à, ở Gilby, con này Gilby. Rồi, mã số 50, giá 400, bao ship. Máy là chạy ok, ngon lành. 51, một con đục Hitachi, sử dụng điện 100V. Công suất con này nó là 1050W hay gì, có dao băng luôn, đục là hơi đục cổ và hơi nặng lắm anh. Con này một chức năng một đục thôi à, không có khoan nha. Dây điện còn ok, dây điện nhà có hai rồi nè. Rồi cho mũi dẹp luôn. Nheo lửa ít nha anh. Con này có một chức năng nữa. Đục 17 ly. Chắc 1050W đúng không đó. Gì vậy? Kìa, đã lấy cái khớp kia thử rồi. Lấy khớp kia thử rồi. Sợ nó cổ nó cái khớp cái kia nữa. Nó 17 ly nhưng mà nó có hai loại 17 ly rồi. Không, cái khớp tròn á. Rồi rồi, bị siêu trao rồi mấy anh ơi. Con này bây giờ nó không đục rồi. Không biết sao không đục nữa. Thôi dục cái chai cho rồi, khỏi bán. Bán cái 3.8, bán nhiều. Đục cái chai, dục cái chai cắt cũng dây điện rồi không được. 51 bỏ qua bên. Rồi 51, ghê chai. 52 là một con nhám mà. Nhám vuông nha. Thử là Gilby. Con này có hai dây điện rồi nè. Sử dụng điện 100V, công suất 190W, dòng tua 11.000 min-1. Rồi dục cái chai đó. Size là 180. Ngang của nó là 9 phân. Chạy nè. Ok. Im lắm anh. Lửa em bao luôn, chỉ nheo nheo thôi. Im gu sà rù. Mã này mã 52, 160.000 bao ship. Điện nói nha. 53 lên một con nhám Black Tiger. Sử dụng điện 100V, công suất con này nó là 220W, dòng tua 11.000. Bà rất tích cơ nha mấy anh. Bàn thì cũng hơi cái miếng mũ nó hơi xấu xấu xíu về. Nói chung mà con xài được đó, nhưng mà đẹp thì nó không đẹp. Dài là 1 tấc 85. Rộng của nó là 9 phân. Độ kẹp nhám là còn ok hết nha mấy anh. Có điều tốc luôn. Có điều tốc 6 số luôn dùm em nha. Chạy ok. Lửa chỉ có lửa nheo nheo, không lửa lớn nha. Rồi con này mã số 53, 200.000 bao ship. Rồi em lên 54, một con nha, con nhám nữa mà anh, nhám bự lắm. Con nhám này nó không có sạc lửa đâu. Vô để vợ gỡ ra thử phải không? Phải không? Hiệu là Gilby, sử dụng điện 100V. Công suất con này nếu mà 50 hẹt là nó 170W, 60 hẹt là 160W, dòng tua 50 hẹt là 20.800 và một dòng tua là 3.450. Có tụ nè. Con này thì nó xài là motor luôn chứ không phải là xài than ha. Ai biết. Nhưng mà lỗi cái mà anh, lỗi cái quên nữa. Nó bị lỗi cái là nó bị cái cục thun rồi nè, bị hơi bị bể hơn cục rồi. Hơi cục thun nè anh. Cục thun nó bị nứt hết cục ngay chỗ này nè. Mấy cục này cũng cũ rồi nè. Nhưng mà mấy cục này không có. Các bạn về. Nó có bị cục một à. Dễ mà anh chế. Đẹp nè. Chế miếng có lò xo cũng được. Đột chỉ cũng xui. Chiều dài của nó là 2 tấc 25. Rộng của nó là 105. Chạy. Đầu kẹp còn nè. Nó mới lắm luôn á, nhưng mà không biết sao cục xung đó bị nứt chút. Nhưng mà em thấy cũng chạy bình thường à. Em thấy nó chạy cũng bình thường mà ta. Mà nó nặng lắm, khỏi cần đè. Mà chạy nó đầm. Đầm lắm. 54 nha, 380.000 bao ship. Con này mà còn nguyên không ấy là 400-500.000 anh. Rồi em lên một con nhánh tăng Ryobi. Con tăng lắm anh, xe tăng. Dây điện còn
sử dụng điện 100V công suất 1050W. Con này dòng tua của nó là 350m trên min. Rồi. Nó không có để thì mình đo. Dễ mà. Cục khung rất là đẹp á, không có bị ấy. Đo khung là 1 tấc. 1 tấc. Ừ, đó đây là 27, hơn 27 xíu. Hơn 27 xíu nha anh, khoảng gần 27.4 á. Rồi, vậy thôi, chắc giống mà guitar. Cái đèn một đống. Còn kéo tới cái lưu được. Không biết có sao mới vậy mà anh nghiên cứu nha. Ai sao nó thấy nó ờ. Tưởng đâu quán keo. Đâu. Cũng có. Chứ hả? Với nhám chạy ngang mòn á. Vậy hả? Ừ. Nhéo lửa thì hết nhám anh, mà con này nặng quá mấy anh ơi. 55 nha, 550, bao ship, nhánh tăng, xe tăng. 56. Em đó một con bào Hitachi. Bào lửa 82, sử dụng điện 100V, công suất 460W, dòng tua 15.000. Con này thì bị lỗi đây. Bể chỗ này xíu, nứt cái chỗ này xíu luôn. Cục này thì lên xuống nhẹ nhàng. Ngoại hình thấy cũng đẹp đó, nhưng mà bể chỗ đó đó. Gì vậy? Trời đột xị, cấn đây nữa mà anh. Cấn chỗ này chút xíu, móp đây xíu nè. Lưỡi là, thấy lưỡi 82, lưỡi này là không mẻ nha. Nhưng mà nó không có bén, mấy anh muốn xài mà bén thì mấy anh về phải mài nó mới bén nha mấy anh. Bàn em thấy đẹp á, dây điện thì không có. Dây điện thì nó còn một khúc một thôi à. Nhưng mà nó chạy im. Nó chạy im nha. Để nheo lửa rất ít luôn. Đó, con này lỗi vậy đó mấy anh. 56, 250, bao ship. 57 em là một con bào Makita. Dây điện ok. Sử dụng điện 100V, công suất là 580W, dòng tua 15.000. Cục này lên xuống cũng nhẹ nhàng mềm nha. Đầy đủ đồ nè. Bàn cũng còn đẹp đẹp nè. Bào này lưỡi 82 luôn, lưỡi đẹp mấy anh ơi. Lưỡi đẹp, không mẻ giùm em nha. Nhưng mà không bén mấy anh, về xài phải mài nó mới bén nha mấy anh. Nè, con này em thấy đẹp á. Luôn. Cục này lên xuống ok nha. Im, không có chi đạn ha. À, cái nứt cho chỗ này. Nứt chút xíu ngay chỗ ốc nè, nắp chụp cái dây cua go á. Nhưng mà em thấy còn cứng ngắc rồi. Nhỏ chỉ nghe nghe nha. 57, 380.000, con này thì không có kêu đạn nha. Rồi 58, con bào Ryobi. Bào lưỡi 84, sử dụng điện 100V, công suất 450W, dòng tua 15.000. Cục này lên xuống cũng nhẹ nhàng luôn em nha mấy anh. Dây điện ok luôn nè. Bàn nè. Lưỡi này lưỡi 84. Không mẻ, nhưng mà không bén. Mấy anh về xài mài thêm. Thử. Vậy là nó bị khô mỡ bò, chạy cho nó nóng lên mỡ bò nó chảy ra thì nó hết kêu của mình. 58 nha, 300.000 bao ship. 59 em lên một con bào chà bá lửa luôn. Con này á thì nó hơi cấn cấn đây xíu hay gì phải không trời? Cấn tem thôi. Không bị cấn ngay cho cái tem nè. Không vấn đề gì. Màu là hiệu là Makita, mã là 1806B, sử dụng điện 100V, công suất là 1200W nha. 1200W, dòng tua con này là 15.000, lưỡi 170. Cục này thì lên xuống ok, không kẹt nha. Ngoại hình thì có bạn hơi xấu một xíu. Bạn tại nó chỉ dính nước mà. Tại nó nằm nước á, nằm dưới nước á, nó hơi khi nằm ở dưới cái miếng, nằm dưới nền á. Ừ. Cái nó hơi gỉ gỉ nè, mấy anh nhìn kỹ nha. Nè, để cho xích vô xíu cho thấy được rồi. Nè,
nó hơi có lỗ gỗ gỗ đây nè, chỗ này 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 này, không cần thiết, ghi gỗ đây chút xíu, gỗ 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 đây nè, nè nhìn theo ngón tay em nha, nó gỗ ở chỗ này, nó ghi xíu chỗ này, rồi. Nhưng mà lưỡi thì ok. Lưỡi 147 nha, mẻ nè. Nó hơi móp chút xíu à. Móp thôi, bị móp thôi. Lưỡi thì nó hơi móp chút xíu thôi mấy anh. Này chắc để cấn á, chứ không phải ấy đâu. Nè, bên đây đâu có đâu đúng không? Bên đây chút xíu nè. Ừ. Bên kia. Nhưng mà mày được chút xíu thôi. Cái lưỡi này nó móp có nghĩa là nó hơi cấn vô chút xíu thôi, chứ nó không phải mẻ lỗ lớn mà anh có thể mài được. Con này em nói mài được là mấy anh đẹp. Tin em đi là mài được. Ngoại hình hiện đẹp, đẹp đó, nhưng mà cái bàn nó hơi bị dị đó. Dây điện thì rất là nhiều luôn nha. Lưỡi 147 luôn. Ghê thiệt. 147 gì? Lưỡi 170. 170 lộn. Lưỡi 170 luôn. Ghê thiệt. Lần đầu tiên bán được. Con này em bán giá là 1.300.000. 1.300 nha mình. Bao ship. Rồi em lên tiếp theo. Một con bào tô hoa. Con bào này á là điện 100V, công suất con này 100W. Ủa. 10.5. 10.5 1000W. 1000W nha mấy anh. Tự nhiên cái quên luôn á trời. 100V 1000W nha. Dòng tô con này là 16.000. À, lưỡi bào đem đò. Cục này thì lên xuống ok, không kẹt nha. Ngoại hình đẹp nè. Dây điện còn rất là nhiều luôn, nhưng mà dây điện nó không có cái chung. Nè, dây điện đẹp lắm anh nè. Đó. Dây điện ủa để xuống chút. Nè, dây điện rất là nhiều luôn, nhưng mà nó không có chui. Ngoại hình đẹp. Bàn cũng đẹp đẹp luôn. Ôi ôi lưỡi đẹp anh ơi, lưỡi đẹp dữ lắm. 155 luôn hay gì rồi. 150. Ủa? Lưỡi 150 gì kỳ. Không to bự ra. Không to bự ra. Chút nữa. Rồi ok. Lưỡi đẹp nha. Đó, lưỡi đẹp. Dây điện thì cũng nhiều nè. Nhưng tại tội nó không có chui mà, vì muốn chui hay vô. Không, con này đẹp mấy anh ơi, lưỡi tới 150 luôn kìa, kỳ lắm. Lẻ. Tôi qua nó khác. Vậy là chiên cho cái gì rồi đó. Không phải. Tôi qua khoảng tùy hạn. Ở nó êm. Cái gì má anh ơi. Lưỡi đẹp lắm, con này lưỡi đẹp. Nheo lửa nha. Bao cho má anh luôn. Máy là bên em là nheo lửa rất ít luôn nha má anh. Không phải lên xuống được nè. Đẹp, con này rất là đẹp luôn, thiệt. Con này em bán với cái giá là 500.000. 60, 500, bao ship. 61. 61 em lên một con móc rảnh nha. Trời ơi đẹp như cái nách. Hiệu là Hitachi, móc được 4/6 với lại nha, sử dụng điện 100V, công suất là 1150W. Dòng tua 8.500. Con cái này á. Cầm hay công thôi. Ngoại hình đẹp, đang gắn lưỡi 4/6 luôn, lưỡi này hình như ok không mẻ luôn nha. Đế là đế nhôm. Lưỡi không mẻ luôn nha anh. 4/6 luôn. Tử còn. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Đẹp nhức nhối luôn. Có. Nó đẹp nhức nhối luôn nha mấy anh. Quá trời xuất sắc luôn rồi mấy anh. Con này em bán giá 500, 61 giá 500, bao ship. 62 em lên một con cắt gỗ nè. Makita, trời dây điện thấy cưng không? Con này à, sử dụng lưỡi thường nha. Lưỡi thường. Ủa, cái lưỡi này có gắn ngược không vậy? Lưỡi này gắn ngược rồi ông nội ơi. Cắt đâu kỳ vậy? Cái lưỡi này hình như nó đang gắn ngược nha mấy anh. Về ấy đổi lại, lưỡi nó là lưỡi thường. Makita. Con này thì bàn sắt ngoại hình đẹp, nhưng mà con này không có thắng nè. Lỗi nó không có thắng chứ không phải nó hư. Sử hiệu là Makita, sử dụng điện 100V, công suất 650W, dòng tua 4.000, lưỡi 160. Nheo lửa chút xíu à. Rất là êm luôn á. Em tới giọt cuối cùng luôn. À bàn nè. Con này em bán giá 150.000,
62.500 bao ship. 63 lên một con Hitachi. Trời ơi, dây điện nè. Trời ơi, dây điện có bánh keo mấy anh ơi. Có bánh keo Mỹ ở trong nè, về cắt đôn vô lại ha. Hiệu là Hitachi, sử dụng điện 100V công suất là 1150W, dòng tua 4001, pin trừ 1, lưỡi 165. Đế Atemon có đèn không? Đế Atemon đây nè. Hơi tróc nước sơn xíu ha. Lưỡi là lưỡi 165, lưỡi là sử dụng lưỡi hộp kim cắt cây. Điện có bánh keo. Ok, không mẻ găng nào luôn. Rồi ghi mí. Có đèn luôn, đèn còn cháy luôn nha mấy anh. Có đề ba mềm luôn. Đề ba mềm thắng ok luôn. Chỉ nheo lửa ít nha. Con này em bán giá là 250.000, 63.250 bao ship. 64 là một con cắt gỗ Hi Makita. Con này dây điện cũng còn nè. Sử dụng là điện 100V công suất, con này 650W sử dụng đã cắt 160. Con này cũng không có thắng luôn nha. Lưỡi thường, đang sử dụng lưỡi cắt cây lưỡi thường. Còn ngoại hình nó thì đẹp nha. Rồi. Chỉ có cái không thắng thôi, là nó không thắng nha chứ không phải hư nha mấy anh. Chỉ nheo lửa chút rồi. Rất mềm luôn á. Con này em bán 190.000 bao ship. 70 em lên một con cắt gỗ này Gilby nha. Hiệu là Kyocera gì đó. Nhưng mà đời sau của Gilby nha. Đời sau của Gilby là nó hiệu là Kyocera gì đó. Điện là 100V công suất là 1100W, dòng tua 5000 min trừ 1, lưỡi 165. Con này thì nó bàn đẹp nè mấy anh, ngoại hình đẹp lắm, con này đẹp. Đời dạng như là đời cao quá mà anh. Như lưỡi kẻ mẻ một găng nè. Lưỡi mẻ một găng mọc thôi, lưỡi hợp kim cắt cây. Đây một găng. Đỡ mấy anh thành nhầm khi mình thấy cái hiệu này mình thấy lạ. Nó là Gilby đó. Có thắng luôn nha. Lửa đây. Chỉ nheo lửa rất ít luôn nha. Con này em bán giá 240.000. Xuống dưới hả? Con cắt lưỡi bự nhưng mà 66 là một con cắt hiệu Hitachi, sử dụng điện 100V, công suất con này là 10A, 950W. Cắt sâu được 136mm là một tấc 35 á, tấc 36 á. Dòng tua 2002. Dây điện còn, bàn còn, lưỡi còn. Lựa cái bàn hơi dính nước sét thôi chứ. Sét thứ trên này dưới không sét. Ê nóc luôn anh ơi. Không phải, nó si á. Si hả? Trên này sét rồi. Lưỡi thì ủa inox cũng sét rồi. Đó lưỡi này, inox sao sét. Sao không sét trời? Lưỡi inox là không sét. Sét. 3.4 sao sét được. Đang gắn lưỡi là 3.6. Lão nó là inox thường sao? 3.65 nha anh. Inox thường cũng sét. Thì đó. Là inox, đã inox thường thì sao? Đâu biết được. Giờ mình xét được từ bằng sắt vậy thôi. Rồi, lửa ok luôn, không mẻ nào nha mấy anh lửa ơi. Lửa hợp kim men dày lắm nha. Lửa men thấy xét vậy, má về cắt bảo đảm một lần hai lần nó sáng dấn liền. Đi tài. Rồi. Lửa em bao cho mấy anh chỉ nheo nheo thôi nha. 66, 650.000 bao ship. Đây là một con cắt bàn gì em anh? Rồi bạn đi. Con cắt bàn, con này thì không tăng lên tăng xuống gì đâu, chỉ xéo được thôi. Bàn này 41. 41 vuông. Nè chưa đo lửa cắt được. 7. Cái gì á? Cái gì? Cái lưỡi hả? Ờ. Lưỡi chiều cao cắt được tầm khoảng 25 nhé anh. Hơn 25 xíu. Hơn 2 phân rưỡi xíu nha. Đó, con này chạy bu tưa. Nhưng mà con này thì hiểu là em thấy Trung Quốc hay gì rồi. Mất cái nắp này rồi. Mất cái nắp này rồi. Lưỡi 190. Sao không tăng lên tăng xuống? Không có tăng lên tăng xuống được mấy nơi, nó chỉ nghiêng được thôi. Này nghiêng nè.
đó, nghiêng được anh, nghiêng được nha. Đó, các bạn trên bằng nhôm, cái máy ở dưới thì bị bể bên đây, bể bên này, bể chân. Con này sử dụng điện 100W, công suất con này 6.5A, tua là 2800 đến 3450, khoảng 600W. Bể hiểu là chắc Trung Quốc rồi mấy anh ơi. Con nãy chạy motor như con mày đá không, trong mới chát à, nó gãy bên chân rồi. Vậy mấy anh bắt miếng cây đây qua đây nè, để cho im ha. Dây điện thì dây điện nói chỗ đuôi luôn, em nói công tắc thì đây em tắt mặt được nha mày. Nè, chạy em anh, chạy im lắm nha nè. Đang chạy nha. Đang chạy nha. Lửa nãy có đo lửa mấy không? Chưa, giờ mới đo nè. Đang 90 quá. Chạy im lắm nha anh. Cắt thì để đứng thì được 2,5 á. Chưa coi lửa có mẻ không? Lửa này lửa 185. 185. Lửa thì mẻ cũng chắc có mẻ nhiều à. Nè. Mẻ nhóc luôn nè, một ngu lửa thì mẻ nhóc luôn mấy anh ơi, mẻ bánh chành cho lâu rồi. Chủ yếu bán các bạn với máy thôi chứ đâu bán lưỡi. Rồi, con này nhiêu? Con này mã số 67 giá 600 nha anh. Dạ. 600 nghìn. Ừ. 600 nghìn, 67 600. Lửa thì mẻ nhiều lắm nha. Rồi em lên mã 68, một con cắt bàn. Con này hiệu Ryobi, sử dụng điện 100V, công suất là 1450W, dòng vô tua là 3800, lưỡi là lưỡi 355. Đít còn khung đầy đủ. Khung là đầy đủ em anh, bàn sắt nha. Con này eto kịp nhanh luôn. Dây điện ok. Lên xuống như nè. Ngoại hình này lên cũng còn sáng lắm mà anh ơi, chưa có bị xét nhiều nha. Eto kịp nhanh luôn. Bạn á mới hơi dính nước vàng vàng chút xíu à, chưa có xét nhiều. Mất cái nắp bên. Chén thì còn. Chén bọc này đủ. Rồi thử đi, lưỡi. Lên xuống hơi nặng nha mày. 355. Vệ sinh thêm nha. Lên xuống hơi nặng xíu, dễ mà anh vệ sinh lại cho nó trơn tru xíu nha. Rồi đã rồi. Rồi. Không có kêu đạn luôn nha. Ingo à, 68 giá 700 bao ship. 69 em lên một con cưa vòng. Nặng muốn chết luôn. Nặng 38 kg, có cái lưỡi gửi ngoài cho mấy anh luôn nè. Hiệu là Hitachi. Sử dụng là điện 100V. Gọi này để gì á, đâu có để công suất trời. Để công suất bên đây nè. Công suất là 340W. Vì trên để 100 nè. Lưỡi á. À lưỡi hả? Ừ. 125 nhân 1130 hả? Không biết. Để chung cái lưỡi đó, em có cái lưỡi nè cho mấy anh nè. Đây, tem nè, mấy anh chụp lại đi mình coi ha. Mã là CB10FA. À cái đế dưới nó là bằng gan á mày. Trời. Đế dưới nó bằng gan, nó nặng bà cố luôn, nó có ba cái bánh xe luôn. Đây. Đó. Bánh xe còn nguyên nha anh. Ừ. Ừ. Eto đây. Eto kẹp dây xích nha anh. Kẹp dây xích. Móc xích. Đó, móc sắt tròn, sắt vuông thì không biết. Cắt ê, nãy 100 là cắt này được tấc nè em ơi. Vuông 1 tấc. Ừ. Cắt được cây sắt vuông một ví dụ cây sắt vuông 1 tấc để được á. Thấy không? Ừ. Lỗ này là được tấc nè, đâu đến thứ ba cũng được luôn. Đúng rồi, nó đó nè. Còn tất 2, tất 1 gì này nhưng mà chắc tất đúng rồi đó. Rồi, chạy bên con này cái điều tóc luôn nha mấy anh ơi. Con này trong đó có đang có lưỡi, hôm nay có lưỡi cho lưỡi. Nặng 38 kia. 38 hay 35 gì á? Ba mấy ký. Có điều tóc luôn hay gì kìa. Có điều tóc luôn mấy anh ơi. Thang đây nè, gọi đây. Không thang đâu. Đó. Ờ. Cái
cho mấy anh một cái lưỡi si cua luôn nha. Điều tóc nè. Chuẩn bị luôn. Điều tóc nè mấy anh. Im. Rất là im luôn nha. Xịn lắm. Mà cái bánh xe nó hơi xấu nha mấy anh ơi. Bánh xe một rồi. Bánh xe, cái bánh xe để mình đẩy nó bị hơi mục mục xíu. Nè. Đó. Nặng muốn chết luôn á. Cái bàn ở dưới bằng gan không mà, mà gan khối nữa mới ghê chứ mấy anh. Rồi. Con này em bán cho mấy anh giá là 1 triệu rưỡi nha. 69 1 triệu 500 ngàn bao ship. Rồi em lên tiếp 70 một con cắt bàn. Con này hiệu là Hitachi. Sử dụng điện 100V. Công suất con này là 1450W. Lưỡi là lưỡi 355, dòng tua là 4.000, ủa, dòng tua là 3.500 chứ. Ủa, chạy không hả? Cũng 3.500, 4.300 không biết luôn. Dòng tua của nó là 4.300 trên min nha, không có dây điện. Lên xuống ok. Lên xuống thì ok. Không còn đủ. Không còn đủ luôn. Loại này có bình gốc bên kia không có thùng. Bàn sắt, ê tô kẹp thường. Lưỡi 355 luôn. Nó cũng dẫn, nó bị mất cái nắp. Mất nắp ngoài, nhưng mà còn chén, không có dây điện. Bàn là hơi có vàng vàng xét gì nữa mà, nhưng mà không có mục nha. Chạy rất là êm luôn kìa. Không có kêu đạn. Trời đất ơi. Hết hồn. Dường hoài. Thôi nói cho nó làm lại không thôi, nghe nó lỗ nữa hả? Có lỗ nè đây, chỉ nghe quá chút thôi. Con này mã 70, 650 ngàn, bao ship. Rồi em lên 71, một con cắt gốc Trung Quốc. Sử dụng là điện 100V, công suất là 1200W, dòng tua 4600. Con máy này nó nặng là 12,5 kg. Lưỡi con này là lưỡi... lưỡi gì trời? Hả? 2 tấc 54, đúng rồi. Lưỡi là 2 tấc 54, Made in China nha. Cái con này nó bị hư cái con lúc rồi nè. Cái chỗ mà mình khóa lại mà nó bị mất tiêu cái cây rồi. Tiêu cây với nó ra nó nặng nữa. Phải lấy kìm lắm mới ra được. Kìa, mình gấp mới ra được nha. À, lưỡi nè. Cái bọc lưỡi nó mất mẹ rồi. Bọc lưỡi mất rồi. Mất tiêu cái bọc lưỡi rồi mấy anh ơi. Lưỡi nó xét nè, nó coi mẹ không. Lưỡi hợp kim cắt cây. Ê mẹ nè. Một găng. Lưỡi này nó bị dính nước thôi. Về mình kỳ ra không kỳ ra mình cắt nó sạch ra. Rồi mẹ chỉ mẻ một găng này phải không? Ừ. Rồi mẻ một găng. Một găng một thôi nha mấy anh. Lưỡi 254, bàn là bàn nhôm. Nghiêng được luôn. Nghiêng được một bên nha. Nó còn cái đùm này luôn nè. Còn xây qua trở lại sẽ được. Xây được luôn mấy này. Xây được luôn. Xây được mà hơi nặng nặng á. Ngoại hình cũng đẹp. Nó chỉ bị hư cái đó thôi à. Bị hư chỗ này à. Bị hư cái đó, cái đồ để mình mình gài nó lại á, cho nó gọn á. Vậy mình sửa thêm nó. Với con tắc nó. Con tắc nó cũng hư cái kẹt à. Bóp có thể được không? Công tắc bị kẹt mà anh ơi. Bị kẹt ngang ốc đó đó, bị dính nữa. Về mình cắt ốc có giục luôn rồi được, hết dính nào. Lửa nè. Chỉ nheo thôi nha, không có lửa lớn nha anh. Có thắng từ luôn. Ủa có thắng không vậy? Chắc hơi con mẹ nó bị kẹt đó, vậy mà anh sửa lại. Có thắng á. Ủa vậy là có thắng không? Có thắng trời. Không thắng đi. Thì nói chung là công tắc nó bị kẹt cứng vậy đó mình.
nó bị kẹt cái chỗ nút đen đen đó, đó. Vậy mà anh cắt nó ra thử anh. Nói chung là con đắt bị kẹt á. Bảy mươi mốt con này em bán giá 550 bao ship dây điện còn đó. Rồi em là một con cắt gốc Hitachi, con này thì xây được nha, xây được 50 độ à, dây điện còn mà có phấn keo xíu phần ở sau nha. Hiệu là Hitachi, mã của nó là C15FB, sử dụng là điện 100V, công suất con này là 14A, 1350, dòng tua là 3400, lưỡi là 380. Ngoại hình đẹp nha, còn đẹp lắm, mà để họ coi chạy sao, qua lại là nhẹ nhàng. Ủa có ấy được không, đâu có nghiêng hả? Không, lại không có nghiêng. Đây, bàn nè. Sạch, con này sạch lắm anh. Lưỡi 380. Lưỡi này là đang sử dụng lưỡi hợp kim cắt cây, nhưng mà lưỡi nó có mẻ nha anh. Vậy để tôi qua. Ôi nhìn muốn loạn thị luôn nội ơi. Rồi anh xây anh. Nè. Nè. À nó mới hơi nứt nè, chút à. Một gang nè, hai gang nè, ba gang nè. Ừ. Đúng rồi, con làm dấu này nè, ba gang. Chỉ có ba gang thôi. Lưỡi mẻ sắc bên luôn nhưng mà có ba gang hả anh ơi? Ba gang. Con này đẹp mà anh thiệt. Nó sạch trơn à. Mà nó còn đẹp nữa. Quay rồi. Nè. Còn đứt kìa. Cái điện đi nói em anh. Nè. Mới khúc con còn ngoài. Con này đẹp lắm, nó. Ai đột chỉ anh xui. Giờ mình thôi. Đây. Rồi, chạy đi. Nữa. Cái chai hoài. Muốn nghe chai lắm thôi vậy. Ok, con này mã số 72, em bán giá 1,5 triệu bao ship. Nặng lắm nha, hai mấy ký á mà người. Rồi em lên tiếp 73. Một con cưa trượt. Con này cũng xấu nhưng mà có một cái là nó thiệt. Cái này xấu thiệt nè anh. Mà tiên của nó sao nó trượt nhẹ nhàng không biết nữa, bởi thiệt tốt mã gá đám. Bữa con á thì nó đẹp nhất cái nách luôn, nhưng mà ti nó bị kẹt hết đúng không. Còn con này thấy hình hài nó xấu quắc à. Xấu, nói chung cũng xấu chứ không đẹp nè. Nhìn nè, nó không xấu ha. Mà ti nó trượt được ok mới ghê. Lên xuống bình thường. Con này á dây điện có nói nha. Ủa, có quán kem chút xíu nha mấy anh. Hiệu là Hitachi, sử dụng điện 100V, công suất con này là 11A 1050W, dòng tua 4900, lưỡi là 216, mã là C8FB. Con này không có lưỡi. Trượt 2 ti. Không có lưỡi. À, để coi qua lại được không? Qua lại được luôn. Trời ơi. Xây được không anh? Trời ơi, xây nhẹ nhàng luôn kìa mấy anh ơi. Bỏ thì thiệt chứ không hiểu nổi luôn á. Nó mất tiêu cái mũi tên này rồi. Mất mũi tên cái đó rồi. Nè ti nè. Ti đây, bên đẹp bên xấu xấu. Mà nhẹ nhàng. Mà nó nhẹ nhàng. Ngộ thiệt à. Nghiêng được một bên luôn nhé anh. Nghiêng được một bên luôn. Nhẹ thì nhờ luôn á. Không hiểu luôn. Tính là dục cái chai rồi đó. Thiệt á. Cái nó chạy ụt. Tính dục cái chai luôn rồi đó. Tại thấy cái ti nó sao. Ủa thấy nó cũng xấu xấu á. Tính dục rồi đó. Ai ngờ đâu trời ơi. Người ta trượt im gu. Người đâu chạy im ồn. Cái gì vậy? Rồi có thắng luôn.
nhóc à. Đó. Hơi kêu gì vậy? Lửa hơi nhiều rồi đó, hơi lớn lớn hơi xíu rồi đó, làm như nó rớt bụi vô vậy. Ai lửa đâu đó? Nó làm như nó rớt bụi vô vậy đó, nó chạy hồi cái nó sáng lên xíu vậy đó. Làm gì vậy? Trời ơi. Gì trời, gỡ gai hả? Gỡ gai vậy thấy. Máy hết pin mà anh ơi. Gỡ chưa? À. Đó. Siêu. Gỡ chỉ nheo nheo thôi mấy anh. Rồi. Chung gì dọn thêm ở đây. Dọn gì nữa, vậy quất luôn đi chứ dọn gì nữa. Nó chuột lắng yên mà dọn gì nữa mà dọn. Không thể nào tưởng tượng được. Ờ. Chỗ này thì nó bị vậy nè. Miếng mũ á anh. Chỗ này thì bể. Vậy không thao đâu. À mình đẩy cây vô quá sao. Được nó nhẹ. Một cái nó dập tay một cái. Khóc má kêu luôn á. Đây chỗ này nhiêu à? 73 triệu 300 ngàn bao ship mấy anh, lưỡi không có nha. 73 1 triệu 3 bao ship. Bảy mươi bốn lên một con này quá trời đẹp luôn mấy anh ơi. À, con đục vuông háng gọng gì, háng gọng hả? Gì kỳ. Con này hiệu là Makita. À, mã là 7305H, sử dụng điện 100V, công suất 1150W, dòng tua là 1400. À, cái này nó để là 150mm. Là không biết cái gì, nhưng mà cái loại này là háng rộng nha mà. Cái này người ta kêu là háng rộng, háng gì đó mấy anh ơi. Kẹp được là 3 tấc nha, kẹp được gỗ 3 tấc. Kẹp gỗ 3 tấc. Chưa, chưa dặn hết luôn rồi, không kẹp được luôn. Không hả mấy anh ơi, con này đẹp lắm. Nè. Con này là quá đẹp luôn. Cho lái là 3 triệu mấy nha anh. Ra được là 305. Nè, 305 nè, 305 hơn lấy 5 chút. Nhưng mà cho lấy 5 thôi. Kẹp được cây là 305. Mọi chức năng như ok hết á anh, tại nó quá đẹp. Quá mới nè. Quá mới luôn. Thì con này mới lắm luôn á. Đó, nhẹ nhàng luôn ha, qua lại nhẹ nhàng. Còn xây lại là ok. Ê, nó nhội này vô được luôn à. Nó là sát vô được chút nữa hả? À, cái cử vậy nè, cái đó thì... Con này mới lắm. Chỉ xịt miếng G7 vô thôi chứ ngoài ra là không có dọn dẹp dẹp gì hết trơn nữa trên. Đâu à, quay tay quay nè. Đó, đã không? Nó rất là mềm mại luôn á. Đẹp, con này đẹp lắm. Anh nào mà cần xài con này thôi thôi là ok luôn á. Rẻ nữa. Em thấy người ta bán gì mà 5-6 triệu mà em không biết người ta bán có được không. Mà em không dám bán cái giá đó anh ơi. Giờ em lựa cơm gấp mắm là chút xíu bán được rồi. Chứ mà ở đó bán theo người ta, biết người ta bán có được không. Nắp ít đầy đủ. Mà thiệt em thấy người ta bán 5-6 triệu không á. Chứ không có nói điêu nha. Hết trơn rồi. Con này là chưa dọn hết trơn nữa mà mới vậy đó. Nè. Nhiều lỗ có chút xíu, xíu thôi má anh ơi. À. Ok. Ê, không có muối đục hả? 30 vuông á. 3 phân vuông. Mấy cái phụ kiện gần gần với muối đục là còn đầy đủ nha má anh. Em gọi em vòng cái chỗ rồi bắt muối đục nè. Nãy hả? Ừ. Cái đùm á. Cái đùm này. Bên đây sau bên kia đây công tắc đồ, cái này đồ là còn y nguyên hết nha mấy anh. Đang gắn cái mũi 3 phân vuông, mũi đục 3 phân vuông nha. Cái phần gắn thêm mũi gì về mấy anh tự nghiên cứu nha. Nè con này nó đầy dày nè, nó ok hết giùm em nha. Nói chung là con này ok hết á. Háng gọng kỳ kỳ háng gọng.
Con này mày này mã 74 nha em, bán giá là 4.500.000. 4.500.000 bao ship nha anh. 74 nha, 4.500.000. À, bao ship. Cái này là còn bình thường nhẹ nhàng luôn. Con này xài rất ít. Rất là nhẹ nhàng ha. Mỗi chức năng đều nhẹ nhàng giùm em nha. Rồi con này 74, 4.500.000 bao ship. Rồi. Ok. Rồi, bên tiếp theo con khoan bàn mấy anh rồi. Cái con này á thì nó bị mất cái tụ, rồi nó bị mất cái gì nữa nè. Ấy da, trời ơi. Cái này sao gỡ lên không được? Bị kẹt ở đâu rồi? Anh mở lên đây. Kẹt cái nắp bên này, lột xịn xui. Dây cu go còn mấy anh. Dây cu go còn nha. À, mất tụ rồi mất gì nữa? Nè, mất cái cây tăng cái này nè. Cây tăng này ra nè. À. Nó bị mất cái cây tăng đưa cái này ra. Mất rồi. Đầu kẹp 13 ly. Ra vô nhẹ nhàng. Anh nào mua hẹn cho mấy anh cái đồ mở. Cái tay quay này còn 3 cái đầy đủ. Thì cũng đẹp đẹp á, còn đẹp nè. Cái này hơi xét thiệt mấy anh, nhưng mà nó lên xuống nhẹ nhàng. Mất tắt luôn, nó chế công tắc. Mất công tắc luôn rồi. Chế công tắc ở ngoài cộng dây điện rồi. Đó, vậy đó mấy anh. Nhưng mà thấy ngoại hình còn ok nè. Thấy không? À, cái nắp hơi có mất chút xíu. Đại nè. Trời đất ơi. Em không có tụ nhỏ, có tụ vậy không? Để đề thôi mấy anh đó. Mấy anh về mua cục tụ mình gắn vô mà xài thôi mấy anh ơi. Với hơi dọn dọn thêm giùm em à. Hiệu này nè mấy anh, ham top gì nè. Điện là 100V, công suất là 270W đến 250W. Dòng tua con này là 2620. Thì mấy cái con này về phải dọn em mới tiếp được nha. Bàn đẹp mấy anh. Rồi chỉ mất tụ và mất công tắc, với mất cái cây tăng đưa chỗ này. Rồi, chỉ cái nhiêu gì? Đó thôi. Cái gì? Cái cây tăng đưa. Ủa cái tay tăng đưa này nè. Bên đây nè. Nó lộn, cái cây tăng đưa chỗ này mất tiêu nha. Rồi. 75 nhắm anh, 1.300.000 bao ship. Rồi 76 em lên con phun sơn nữa nè mấy anh. Con này khác nha, con qua đi rồi. 7. Con. Cái gì? Đâu? Đâu? Rồi, nó tưởng nó super gồ này chứ. Ủa này nè má. Má nghe. Nati Natonan nha má anh. Điện là 100V. Đâu công suất đâu. Mô đỡ. Nha ai? Đâu. Mua nghe đọc cho. 750W. Nè. Đâu, chỗ nào? Đây nè. 750. Ủa? 7. Cái đó gì vậy trời? Trời ơi, cha nội ơi. Cha nội. Nó dưới đây nè. Cái tem ở dưới á mình, nó dán miếng giấy lại mấy anh ơi. Sử dụng điện 100W nè. Công suất là 10A. 10.5A đó. Đâu? 10.5A đó. 7 không phải, cái đó tính lít cái gì đó. 12A nè, rồi 10.5A chứ A nè. Ừ. 12A. Còn dòng tua là 1.405. Đúng rồi. Ok. Ok, hợp lý. 12A đủ bự dữ vậy. Đây, 12A luôn á anh, khủng khiếp không? Vậy là con mua tua là nó 1.500.000. Ai biết. Nó còn có 1.150 à. Một ngựa là nó có 750W. Ừ. Nửa ngựa 350W thì 1.100. Ừ. Ngựa gửi. Tôi ngựa gửi, đồng hồ bể nha. Đồng hồ bể nha anh. Đồng hồ bể nè. Con hút này bự bự ra cây. Cái gì? Đó, cái gì bự bự? Nó xa xa ra. Cái được rồi. Còn được nè, nhưng mà cái lượng mất tiêu nè. Thì nghe còn nhớ. Cứ nghe hay vẫn được. Này chắc ra nè, đường hồi không có ống hồi. Dây điện còn. Nó có cái cây luôn. Nó có nguyên cái xe đẩy luôn em anh. Hai bánh xe là ok luôn, đẩy ok luôn. Trời ơi, cái gì vậy trời. Chạy em ru. Chạy chưa? Dạ.
còn nghe hút luôn. Để không rồi, chưa để anh kêu xa ra là đâu mở lắp được. Nãy giờ kêu xa, nãy giờ gần được rồi. Giờ gần lại hả? Bấm thật hồi đi ra quay lại hết đi. Quay lại xỉu. Nè anh mới nghe đi, hụt hụt luôn nè. Hút ngọt quay luôn á, còn hút quá. Nè anh nào hỏi mua trượt con clip rồi thì clip này còn con nữa mà anh mà cũng chạy em cứu à. Clip rồi ta có ống kia gọn con không có, mà con này bự hơn. Con này bự hơn con clip rồi. Thì phun sơn là không có con nào mà nó sạch sẽ đẹp đẽ đâu. Ở ngoài thì nó cũng dơ. Dơ giá gì nè. Rồi. Rồi con này thì em bán 1,5 triệu nghe, bao ship nghe 76,5 triệu bao còn chạy vậy thôi nghe, còn phun lên được hay không cái đó em không bao. Chạy nè, chạy nè, chạy lại nè. Quay cánh quạt đó. Bụi trong đây nó văng ra nè. Chứ nó chạy em gu rồi mấy anh ơi. Đó. Rồi. Rồi, 76,5 triệu bao ship. Rồi em lên tiếp 77, một con bơm chìm. Con này điện 100V, 100W luôn. 100V, 100W cho 0.25kW. Còn nó bơm được nhiêu lít thì mấy anh vậy cứu thêm đi chứ để tùm lum chân em không biết đường. Thì hai cục này còn nè, còn dây điện thì nó bị đứt rồi, nó còn có nhiêu dây điện này thôi mấy anh. Ống nó lên nè, con này ống nó lên là ống nhiêu ạ? 50-40, đã găng này 50, nó đang xài cái găng này 50 nha mấy anh. Chạy nè, ôi trời trời trời, còn chạy ok nha, nói chung là còn hút lên đó. Còn cái này găng này nè, vậy thì không thông dụng thì về mình mua găng khác, chế khác nha. Rồi thì chạy em bán đây em chỉ bao nó chạy ok vậy thôi à. Còn hai cục này là nó hết tác dụng rồi. Nó hư hay gì nó không có tác dụng, hay là nó vô nước nó mới nổi gì đó, hay nó tắt gì đó em không biết. 77 nha, 500.000 giờ em báo nó chỉ chạy thôi à. Ngoại hình thì đẹp là cái tin cái. Nè, đít nè. Rồi, 77 500. 78. Em lên một con rửa xe nè. Rửa xe này một bích tông nha mấy anh. Đầu hút vô hút ra vậy nó còn nguyên cái đùm này nè, mà ống rồi không có gì trơn á. Dạ em bán đây em cũng chỉ chạy thôi chứ con em không bao ra nha. Con đi rửa máy lạnh á, công tắc còn được luôn nha. Sử dụng điện 100W, công suất của con này là 5.5A, tua là 1440 và 1730. Nếu mà chạy 60Hz là 4.8A, 1730, chạy 50Hz là 5.5A, 1440. Đó. Rồi vậy thôi. Một cái tông chạy ok. Còn hút luôn á. Nè. Có đèn luôn. Nè. Thấy không? Chạy ok, dây điện ok, mã 70. Ê, 7. Đúng lỗ này. Bể miếng ngủ này. Thôi, không sao. Sao hết trơn. 78, 650 bao ship. 79. 79 em lên một con máy mài hay đá. Con này mất tiêu tem trơn rồi mấy anh ơi. Điện là 100V giùm em á, công suất nhiêu hết thấy đường rồi nha. Đây nè, mất tiêu trơn. Có ấy không? Tiêu máy à? Không có. Ít đó mà. Con này thì hai đá hai bên nó bị mòn hết trơn rồi, mòn còn ít lắm. Dây điện không có, đít thì còn nguyên. À, cử thì còn một bên à, hai bên nắp cũng còn luôn. Dây điện không có nha anh. Không, con này cũng còn được. Chạy cũng êm. Chưa đạn. Thôi kêu đạn nhẹ à, cũng êm mà. Nói chung mà xài được mà. Khỏi hai luôn được. 79 mà anh, 208 bao ship. 80. Em lên một con mài Toshiba. Điện là 100V. Công suất là nó 150W. Là đá 1,5 tấc luôn. Thì cái con này á bị vậy nè. Cái bọc lửa bên đây nó bị cong quẹo vậy nè mấy anh, bị quẹo vậy nè. Chén này kêu. Mà bên đây á không có đá. Còn có một cái chén một thôi. Đít thì bị bể đây không sao. Bể mũ với mẹ đây chút xíu. Mới chạc. Cái này về gõ này lại mấy anh. Không thôi gõ thằng này bỏ ở đây, còn bên đây chơi bu lia luôn. Rồi. Cái này thì nó vậy đó. Bên đây thì nó còn có một cái chén ngoài thôi, chén trong mất tiêu rồi. Còn bên đây còn đầy đủ. Đầy đủ mà không có đá. 80, 208 bao ship.
81 em lên dít thanh lý nè. Còn bữa nay còn đúng một chắc cái này cái nữa quá. Chắc còn được bộ này bộ nữa em anh. Tại vì em thấy còn ngoài có mấy cây à. Rồi thì dít này là dít lỗi nha. Có mấy cái cây dẹp nè nó không có lỗi, dẹp mấy màu đỏ đỏ này là dẹp nè em anh, dẹp này ok. Ủa có cây này không có ấy luôn không nội à. Không có 500 hít. Nói chung là dít lỗi nha em anh. Đầu ba cây thông dụng. Nhưng mà dít nó lỗi nó cũng là cái dít đó, nhưng mà cái đầu này nè là nó chưa có gò tròn lại, nó có khía cạnh vậy nè, cho nên là mình để vô con ốc nó không có vừa. Rồi mình á mà có cây á, là nó đã mài rồi, vậy mấy anh thấy là mấy anh biết à. Nè có cây này nó mài rồi nè, cây này chưa mài nè. Mấy anh nhìn lại mấy anh thấy biết liền luôn á. Đó. Thì về xài được á thì mình lấy giũa, mình giũa chỗ này nó tròn tròn lại xíu là mình xài được rồi mấy anh ơi. Tổng cộng bao nhiêu đây á là 35 cây. 35 cây dít này em bán giá là 140 bao ship nha. Mã 81 140 bao ship. 82 em lên một cây kéo nè. Cây kéo này của bonsai nha. Bonsai cây kiển có mọc nha mấy anh. Lưỡi đẹp luôn, mỏ nhọn, lưỡi còn khích luôn, bén luôn. Cây này mới chưa xài luôn. Đưa thước giùm em. Size cây này á là 1 tấc 95. Mã này là mã 82 150 ngàn bao ship. 82 150. 83 lên 2 3 cái dao, một cái dao này cắt bánh mì, cắt cá đông lạnh đồ này cũng được lắm anh, hiệu cay nha, xịn luôn. Một cây dao này cắn cây ha. Lưỡi dao thì có hơi có mẻ nhanh nhanh chút xíu à. Mẻ này có thể mài được nha. Lớp này có lớp thép luôn. Có lớp thép đây luôn nha. Thấy là mấy anh thấy biết luôn á. Có lớp thép thấy luôn á. Mà lưỡi nó hơi nhăm nhăm không bén. Size 1 tấc 6. Độ lớn của nó tầm 4 phân rưỡi. Và một cái dao này. Dao này thì nó không mẻ nhưng mà nó không bén luôn. Mà nó bị gỗ vậy nè mấy anh. Nó nằm nước á. Nó lấy dây nó quấn lại á. Cho nên nó bị vậy nè. Nó sọc sọc này nè. Lưỡi không mẻ này mài được nha. Size 2 tấc 15. Độ rộng của nó khoảng 2 phân thôi. Ba cái này em bán giá 180 ngàn. 83 180 bao xếp. 84 mình lên một cục đá mài. Cái cục này á, đá này 1 tấc rưỡi. Dày. Dày 1/3. Lỗ 2, 12, dày 17. Dày đo tới 2 phân. Ờ. Phân 3. Dày 1/3, lỗ là 12, 17. Tua 1 ngàn. 2 tấc rưỡi, dòng tua là 2 ngàn. Với cây xanh nữa. 84 nha má anh. 84, 200 ngàn. Bao ship cho cục đá mới chưa xài luôn. Không lẽ ngày 27, ngày 2, tháng 9, tháng 9, ngày 9, tháng 10, 10 2, gì? Hạn sử dụng. Tầm bậy, cái này là ngày 27 tháng 10, 2009. Còn lao hả? Bậy à. Rồi em lên mấy cục này mài dao nè. Cái này liếc dao nè. Nè, một cây. Cây này cũng liếc dao luôn. Cái này cũng có xài rồi nha mấy anh. Hai cây. Chiều dài cái này nó tầm khoảng 9 phân rưỡi thôi. 9 phân rưỡi. Với một cục đá mài này nè. Biết nó mài gì mà bên đỏ không bên đen. Bên nhuyễn bên to. Nó vậy nè. Rồi hai ba cái này 200 ngàn. 85 200. Đó, 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 đó. 86. Em có hai cái đồ cắt kiến mà anh. Nè. Cán nó bằng cây. Cây đẹp, cây xấu. Cây này bên đây bị tét một chút rồi. Cây này đẹp. Cái lưỡi dao của nó là nó. Nè. Mấy anh nhìn kỹ là không biết qua cái camera này mấy anh thấy không, nhưng mà em thấy rất là rõ luôn là nó trên hai cái đầu này nó nhọn nhọn, nó có cái cục gì nó trắng tươi rồi, nó trắng trắng chiếu chiếu luôn á, là chắc em nghĩ nó cắt kiến còn được nha. Nè hai cái đầu này nó nhọn lên có chút xíu nè, mà nó trắng tươi mà nó chiếu chiếu luôn á, là em nghĩ là cắt kiến được á. Mã 86 em anh, 130 ngàn. 87 em lên mấy cái này nè. Phay sắt nha. Phay sắt rồi do sắt. Ôi tồi luôn. Vậy nè, nó vậy nè. Nè. Nó vậy nè mấy anh. Này em không biết đường đó sai đâu. Này thì mấy anh cứ mua đại để mấy anh ơi. Cũng rẻ mà. Có 200 ngàn à. Đóng luôn vậy tỷ mà nó vô việc mấy anh xài thì nó mắc lắm. Một cục. Này nữa là hai cục. Ba cục. Cục này gì vậy trời. Cục này không biết là gì hết trơn á, để nót hai à, nhọn đót luôn á. Mới luôn. Biết là làm gì không biết. Còn cây này làm gì cũng không biết luôn. Nè,
nó cũng phăng sắt đó, nhưng mà sao cái khớp này nó gì kỳ vậy không biết nữa, này cũng mới chưa xài luôn nè. Rồi mấy cái này phay nè, phay nó có hai cho ba cái, hai cái này ba hai cái này. Nè cái này em nghĩ là phay sắt đó chứ không phải là mũi do rồi, mũi phay á. Nãy gì vậy trời. Nè. Nó có hai cạnh, một và hai cạnh nha, nè. Nghe nè. 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 cục. 10 11 12 13 14 15 16 cục, tổng cộng 16 cục, giá 200.000 mã 87 200. 87 200.000. 88 cái đồng hồ này không biết đồng hồ gì, cái hộp hay mớp. Này không biết xài cái gì không biết nữa. Nó có cây Sico luôn mấy anh. Mã cây này cái đầu này nó bị chóc thun xíu rồi nha, bị nứt chút. Còn đầu này còn được hay gì nè. Có đồng hồ, để kg trên cm vuông. Yoko, Yokohama. Hiệu là run gì nè. Nó không biết làm gì không biết luôn. Cái này thì bán em chỉ vậy thôi chứ không có bao gì trơn nha mấy anh. 88 150 ngàn. 89. Cái này là cái đồ canh hơi. Ủa mày, cái này là đồ gì? Làm gì quên rồi, bơm bánh xe. Bơm bánh xe á mình. Còn cái này á cân ký bánh xe hay gì á. Nhưng mà cái đồng hồ hết sụp xịt nè. Ống ga mất tiêu rồi, cái đít vô cũng mất luôn. Hiệu cái để TG3 thôi. Còn cái cây này là đo độ ấy của bánh xe hay sao, độ ký, cái số ký của bánh xe á mình. Mà không biết cái này xài được không biết nữa. Mà em thấy nó còn nguyên vậy nè. Nè. Với cái này đó. Rồi ba cái này 130.000, 89, 130 bao ship. 90. Hả? Cái này uống ống đồng á anh. Uống được 5/8 nè, với 2/1/4 g. Uống được 180 độ. Để em đo nó uống được nhiều, ống nhiều. Nó uống chắc ống được 16 á. Uống được ống 16 hết lốc nha. Cây này nó có hiệu gì đây nè mấy anh. Có hiệu gì đây nè mà không thấy đường. Chữ nó in nổi, in chìm vô đây nè, không có thấy được. Nó có hiệu á, nhưng mà in vậy nó không thấy đường gì chứ. 90 á mấy anh, 250 bao ship. 91 em lên khẩu nè. Này bán cây cần chứ bán khẩu gì trời. Cây cần thấy cưng lắm. Hiệu là KTC 6.3. Da băng M3 luôn nè. Hai chiều ok ha. Hai chiều ok. Khẩu này là khẩu 1/4. Độ gơ lắc cây này cũng ít không nhiều. Ngắn nhỏ xíu hả. Một cục lắc léo 1/4. Một cái cây cần dặn 1/4. Cục khẩu này gì vậy trời. Ủa sao mất hết cục rồi. Cái này á là khẩu. Nó mấy cái cục nhỏ nhỏ này đã không có hiệu nghe. Trời trời sao bị ra không được vậy trời. 10 ly. Vậy mất cậu hết cục 9 ly à. Mất hết cái cục 9 ly à man ơi. 8 ly còn nè. Vậy là 4 5 6 8 9 ly mất tiêu. 10 11 12 13 ly. Rồi, cục này cục 10 ly nè, ở đâu vậy trời. 130.000 bộ này nghe, mấy cục này không hiệu, còn cây này có hiệu. 91 130. 1/4. 92, em lên 3 mỗi lít nhỏ xíu cưng lắm. Này bò mình máng vô chìa khóa luôn cũng được nè. Chiều dài tổng thể hết cái này luôn, nó có 9 1 phân 1 tấc à. Ồ 1 tấc à nè. Có 9 phân mấy à, 9 phân rưỡi hả mấy anh ơi, chưa được 1 tấc, 9 phân rưỡi thôi. Mã cây này hiệu gì đây vậy trời? Hiệu gì nè? Ra vô ok nha. Miệng ok đẹp. Với cây này hiệu Super. Miệng đẹp luôn. Ra vô ok. Size là 1 tấc na rưỡi. Cây này cũng 1 tấc rưỡi luôn. Nè. Tróc hết miếng chỗ này à. Ra vô nhẹ hết nha mấy anh. Miệng nè có dấu chút à. Xài được. Ra vô nhẹ nhàng. Như đây ha. 130.000. 92. 130.000 bao ship. 93 em lên mẫu khẩu. Nó gồm một cái cây cần 1/3/8 chứ. Cây cần này 3/8 nha. 3/8.
hai chiều ok khá mới manh, nhưng mà cái hộp này không có hiệu nào hết trơn, kẻ mua xài chơi được chứ không có hiệu nha. Một cái cây nối ngắn, một cái đầu chuyển 3/8 và 1/4, một cái cây cần dặn 1/4, khẩu nè, khẩu 1/4 nè, 1/4 nó gồm là 4.5 ly, 5 ly, 5.5 ly, 6, 7, 8. Rồi còn khẩu là khẩu này là khẩu 3/8 nè, gồm là 10 ly, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19. Rồi ở đây thì nó có mấy cái cục này nè, cục này là để mình ba ke rồi trừ lục giác bông đó, bao nhiêu đó, hình như mất một cục số 8 ở đây nha. Rồi cái bộ này thì em bán giá 230 ngàn, cái này là cho là Trung Quốc đi, không có hiểu gì hết trơn mà anh. Mã 93 nha, 230 ngàn, 93 230, bao ship 94 em lên cái dao cắt ống đồng, còn đồ ngoái luôn nè, lưỡi dao ngoái còn luôn, hiệu cái hiệu nó đây mấy anh, hiệu này hiệu gì biết đâu, biết đường đâu đọc, hiệu này nè mấy anh, nó còn gai vô được nha, lưỡi dao thì còn xây được nè, mà giúp anh về vệ sinh thêm xíu giùm em ha, lưỡi dao cũng hơi có gỗ gỗ xíu á, thì không bén vậy mà anh vừa xíu, còn thấy mẻ không mẻ, ga vô thì ok. Rồi để nó cắt ống máy thì ga vô ok đó. Ủa nó thọt nó tới trong luôn được nè, vậy là cắt được rồi phải không ta, chắc cắt được tầm 25 hoặc 23-25 gì đó anh, nhỏ xíu rồi nha, chiều dài hết lóc luôn, có anh tóc 15 à. 94 100 ngàn, 94 100 ngàn, bao xíu 95 mình có cái khoét. Khoét này khoét tường em anh. Khoét được 75. Khoét được lỗ 75. Lưỡi hợp kim này ok, không mẻ nào hết trơn, mũi khoan còn luôn. Mấy anh khoét được cái ống này độ dài là 1 tấc. 1 tấc. 1 tấc phi được 75, còn trong hộp luôn, cũng khá là mới. Em bán với cái giá là 200 ngàn. 95 200. Bao ship 95 200 ngàn, 96 không có mũi khoan bê tông, nhiều tiền 200 ngàn. Mũi này à, mới, nó cũng có xài rồi, cũng có nữa anh, mãi còn nằm trong hộp không à, bê tông nha. Mũi này à, trời ngựa rồi, không biết nhiều mũi nhiều nữa. Mũi này để 5/32 là nhiêu, là số lẻ rồi đó. Rồi cái mũi này cũng mới luôn nè, 4 ly nè, 4.5 ly, 4 ly, 4.5 ly. Còn mũi này 6 ly chưa xài nè. Cái này 8 ly nè. Này có xài rồi. Mũi nhỏ nhỏ không à. Cái này là nó là 6.5 ly. 8.5 ly. 3 ly ha, ủa bậy vậy đó. Mới luôn mấy anh ơi. Sáu ly rưỡi mà nó dài, tổng cộng hết mười mấy mũi á, 15 mũi hay gì lận á. 6 ly, mũi này 12 ly 5, mới chát luôn, chưa xài luôn. 6 ly 4, 4 ly 3, này có xài rồi nè, mà xài nhẹ qua cái à, ok không mẻ. Cái này không biết nhiêu luôn. 6 ly hả anh, chiều dài nó là 120 thì không tất 2 á. Còn cây này nó made in China hả, 4.8. 8 ly nè anh, này có xài cái nè, ai biết, không biết nữa. Kìa. Mũi này 43. Mũi này là 15 ly. 7 vậy đó, 15 đâu 15 trời. Dạ tất nghĩ. Mũi đó. Dạ tất rồi. 7 ly. 6 ly rưỡi. Tổng cộng mười mấy mũi lần mà anh. 100 200 ngàn. Mã 96 nha, 200. Em nhớ hình như là 15 mũi á, khỏi đếm đi. Cậu đi đeo ra biết liền là móng luôn rồi, cậu đi.
97, một cái lưỡi cắt gỗ mà anh. Lưỡi này nhiêu trời chưa đo luôn. Lưỡi là 1 tấc 85. 1 tấc 85. Đúng rồi. Đo lại cái cho chắc. 1 tấc 85 đúng rồi. Lưỡi này cắt gỗ nha. Thì chắc có cốt máy cắt gỗ nào cũng vừa. Men rất đẹp luôn anh. Không mẻ me nào luôn giùm em nha. Còn hiệu nó không biết hiệu gì hết trơn á. Nè, không để trong đây. Mã này hộp đúng hộp của nó luôn. Nè. 230.000, 97 230. 98 em có cái này lưỡi cắt bự. Chà bá luôn. Lưỡi này hiệu nè, Ski Cut gì nè, lưỡi 3 đế 5. Lưỡi gì vậy? Lưỡi 300 mấy. 300 mấy à? 350. Lưỡi 305. Vậy là 2.8, 100 găng. Lưỡi hợp kim, không mẻ găng nào hết trơn, cắt gỗ nha anh. Cắt gỗ. Lưỡi 305. Cắt gỗ chắc lưỡi luôn. Này có xài chưa? Có xài rồi. Có xài cũng rồi. Nhưng mà nó lướt lắm, đẹp lắm. Rồi. 98 350 bao ship. 99 em có mấy cái cây taro này, cây để mình cái tay gian lắm anh, mà cây nào cũng bị kẹt hết trơn rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 cây bị kẹt hết trơn rồi, về mấy anh mở ra nha. 99 140 bao ship. Mã 100, cái ống nhòm. Cái ống nhòm này kêu lại gì quên này, máy thủy bình gì đó. Da băng nè, B2 gì đó. Thì con thấy đường không? Made in da băng luôn. Thì ngoại hình hay xấu xấu vậy đó nhưng mà còn thấy đường nha. 150.000. Mã 100, 150 bao ship. 101, em lên búa. Búa này búa thanh lý nha. Búa này là búa phôi mới, chưa có làm xong á mà. Về mấy anh thích thì mấy anh gọt làm thêm, còn không thích thì mấy anh cứ để y chang vậy xài thôi. Có đâu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cái này thì đẹp rồi nha. 9 10 11 cây. 160.000. Mã 101, 160 bao xíu. 102. Em có mũi đục. Mũi đục 17 ly, một cái đục nhọn và một cái đục bản. Với cái cây này làm gì anh Tân? Đây là để đục mấy cái cây tiếp địa. Cái cây này để đục mấy cái cây gì? Cây tiếp địa. Tiếp địa là cái gì? Là cây thu lôi á. Cây thu lôi. Đồng để trộn đất để trên nóc nhà kéo xuống chống chiều sạc đó. Chiều dài 2 tấc 6. Cây này nó mới đục ruột xuống. 4 tấc 25. Còn cây này chiều dài của nó là 6 tấc rưỡi. Bản cái này nó là 4 phân rưỡi. Mã 102, 150 nghe. 103. Một cây búa. Búa này xấu quắc rồi má rồi. Hai bên nó bị dẹp bè hết trơn rồi nha. Mà cán còn mấy ký? 4 ký rưỡi. 4 ký mốt mà anh. 4 ký mốt. Có cán luôn 4 ký mốt. Mã 103. Điện thoại anh hay gì á? Có điện thoại anh đi mà. 103, 150.000, bao ship búa 26 ha. Hai bên nó bị bè vậy nè. 104, một cái kích cáp mà anh. Kích cáp này bị cong hay gì đó trời. Cái cán hơi cong cong chút. Cái cán này nè, cái tay này nó anh hơi cong cong chút mà dây cáp đẹp. Dây cáp chưa tưa, móc còn. Cứng. Hả? Bị kẹt rồi. Ủa? Trời, con chó bị kẹt nè. Với xích chó, thì nó không kẹt mà bị chó bị kẹt rồi. Vậy em anh ấy thêm. Không, cái này sửa được lắm anh. Ừ. Chó kẹt cứng ngắt. Mã 104, 150.000. Bị kẹt nha, kẹt con chó rồi. Vậy phải về xin mới xài được em anh. Rồi, 105 em có một cái bàn máy cắt này mấy anh về chế các bàn đồ chơi. 4 tấc. Rộng là 3 tấc 4. Cao từ dưới lên tới trên là nó là 2 tấc 4. Gắn được cái lưỡi là 2 tấc. Gắn được lưỡi 2 tấc mấy anh. Chắc được gắn lưỡi 190 á. Rồi, bàn này thì chưa có xét gì nhiều. Chân ấy bọng thì còn nè. Đó. Đẹp. Còn mấy cục gà luôn. Còn mấy cục gà luôn. Nói chung bằng đẹp, sắt dày lắm, bảo đảm anh luôn. Hôm nay mấy anh mua này về mà không khỏi mất công mấy anh mua sắt mấy anh làm chi cho cực. Rồi 105, 230.000 bao ship. Chế gắn này còn tất 89. 85 190 rồi. Rồi một cái thùng. Cái thùng này
thùng ơi, thùng mà đựng con đục hay gì em Akita em anh ơi, thùng sắt không nha, chiều dài 4 tấc 2, rộng 2 tấc 9, cao từ dưới lên là 1 tấc 1, hai móc ok, thùng hơi có xét nhẹ. Ồ ở trong đẹp mà anh, móp ít không có móp luôn, rất là dày nha, thùng này dày nặng lắm, thùng này dày đủ thận móp mình chút xíu nè, nặng lắm, thùng này bự mà nặng nữa, dày cui luôn á. 106 nha, 200 ngàn. 107, em có một thùng này hơi xét nha, bị tróc cuốn sơn rồi, móp chút xíu chỗ này, hai móc thì còn dài được, hai cầm còn luôn. Rộng 3 tấc 4, dài mà 3 tấc 95, cao từ dưới lên tới trên 8 phân. Ở bên trong đây mấy anh đựng con xiết ốc á, mà xiết ốc nó banh chành da lông rồi, để đi có còn cái gì nữa không, còn gì cho nội, bỏ vô đây, móp xíu đây, mà thùng nó rất là dày, 160 ngàn, thùng này bự hơn thùng mỗi bữa nha, 107, 160 ngàn, bự hơn cái thùng lít trước nha mấy anh. Rồi em lên một cái thùng đục, thùng con đục 30 ly hay gì á, thùng này toàn bỏ bằng sắt nha, chiều dài 6 tấc 4, rộng 2 tấc 9, cao từ dưới lên tới trên là 1 tấc 6, hai móc ok, không móp méo đâu hết, rất là dày, ở trong hơi dơ thôi, còn mấy cái lục giác luôn kìa, hơi dơ thôi chứ không có móp méo gì đâu hết trơn á, nặng như con trâu, nặng như con trâu luôn, thiệt luôn á trời. 400 ngàn, 108, 400, 109, em có cái ba lan cân bằng, nó để là từ 5 đến 9 kg, model ELF9 gì nè, 2.5 m, made in Japan, 2.5 m, mét là cộng dây này 2.5 m hả? Ai biết, ai biết sao? Thì con móc được á. Cái game ở nhà 2.5 m gì? Tới 9 kg mà anh ơi. Này làm gì em chưa thấy người ta làm, em chưa biết nó làm gì hết. Móc ok, dây xích ở trong là không có bị tươi nha, còn bị vô bạc bạc luôn, không hư. Rồi. Con này em bán với cái giá nặng lắm, nặng như con trâu. 250 ngàn, 109, 250, bao ship. Hết chưa? Rồi em có nhiều mã đó, đó, anh nào thích mã nào thì cứ gọi điện chốt mã đó nha. Tới đây em kết thúc video, xin chào tạm biệt tất cả mấy anh mấy chú, hẹn mấy chú trong video sau các em nữa nha, bye bye.